Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 144. Diệp Quân gật đầu, vậy sau này cô phụ trách nơi này. Nhìn thấy Diệp Quân đồng ý, trong lòng Mục Khoản thở phào một hơi, sau đó tiếp tục nói, viện trưởng, hiện tại thư viện đã dần dần đi vào nề nếp, tiếp theo là phát triển ổn định, còn có rất nhiều người muốn gia nhập vào thư viện, hiện tại bên ngoài mỗi ngày đều quá tải, chúng ta nhận người bắt buộc nghiêm khắc tuyển chọn hoặc là phân viện. Diệp Quân gật đầu, tạm thời không thể phân viện, hiện tại phân viện, chúng ta quản lý không nổi, có thể mở rộng nhưng đương nhiên, phải kiểm soát một chút. Đến, cũng không để cho bọn họ ngay lập tức gia nhập vào thư viện quan huyên. Mục Khoản nghi ngờ nói, vậy quân đế tại sao lại vội vàng như vậy, lẽ nào? Nói đến đây, vẻ mặt cô ta đột nhiên biến sắc, có kẻ địch. Diệp Quân gật đầu, cô gái váy đỏ đến từ cựu thổ, hơn nữa. Thái độ còn không thân thiện chút nào, chuyện ở đây chắc chắc không thể giấu được, cho nên, hắn bắt buộc trong thời gian ngắn hợp nhất sức mạnh đỉnh cao của cả thập hoang và vùng đất cổ hoang, đương nhiên, hắn vẫn còn một mục đích quan trọng. Mục Khoản trầm giọng nói, quân đế, chuyện khác ta không hiểu, nhưng quan điểm của ta chính là trật tự có trình tự, từ đầu đến cuối không thể vội vàng được, chúng ta phải xem xét nó từ từ, nhưng nhìn trước mắt. Độ phổ biến của quan huyền pháp và hàng loạt chính sách do chúng ra đặt ra đều vô cùng tốt, bên dưới phản ánh rất tốt, nhưng nếu như làm quá hấp tấp, ta sợ sẽ phản tác dụng, đó là quan điểm của riêng ta. Diệp Quân liếc nhìn Mục Khoản, khẽ gật đầu, đây là quan điểm lão luyện thành thục, cô làm tốt những việc ở bên dưới, việc bên trên ta sẽ xử lý. Nói xong, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một tia đế nguyên chậm rãi bay tới trước mặt Mục Khoản. Lúc này, tất cả những người đang làm việc trong điện đều dừng lại, đều nhìn Diệp Quân và Mục Khoản, hai mắt trợn to, không thể tin được nhìn về phía xa nơi Diệp Quân và Mục Khoản, theo sát phía sau là Đố Kỳ, ghen ghét không hề nao núng. Mục Khoản cũng giật mình đứng im tại chỗ, rõ ràng không nghĩ đến Diệp Quân đột nhiên ban cho một tia đế nguyên. Diệp Quân nói, nhận đi. Mục Khoản hai tay nắm chặt, giống như đang đấu tranh, cô ta hít sâu một hơi, sau đó nói, quân đế, ta không thể nhận. Diệp Quân có chút nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn Mục Khoản nghiêm túc nói, quân đế, ngài không thể làm như vậy. Diệp Quân ngày càng nghi ngờ. Mục Khoản nhìn thẳng về phía Diệp Quân, do dự ở trong mắt lúc trước đã biến mất, thay vào đó là kiên quyết nói, xin hỏi quân đế, vì sao ngài lại ban cho ta đế nguyên? Diệp Quân nói, cô làm việc khá tốt. Mục Sóc lắc đầu, quân đế, tha thứ cho thuộc hạ to gan, thưởng phạt phải rõ ràng, ngài nói ta làm việc khá tốt. Nhưng ở đây có 36 người, bọn họ đều làm việc chăm chỉ, không thua kém gì so với ta, nếu quân đế chỉ khen thưởng ta thì bọn họ nghĩ thế nào? Diệp Quân nhìn Mục Khoản, không nói gì. Mục Sóc tiếp tục nói, hơn nữa, những việc ta làm tuy rằng rườm rà và vất vả, nhưng còn lâu mới đáng giá một tia đế nguyên, nếu ban thưởng như thế này, sẽ khiến rất nhiều người sinh ra cảm giác may mắn, cho rằng chỉ cần khiến cho người vui vẻ thì có thể đạt được đế nguyên. Bằng cách này, ai còn nghiêm túc làm việc, thói quen xấu trong quan trường chính là phỏng đoán và xu nịnh, điều này tuyệt đối không được phép xảy ra. Nói đến đây, giọng nói của cô ta đã bắt đầu run rẩy, nhưng cô ta vẫn lấy hết dũng khí nói, sau khi thư viện được thành lập, ngoài quan huyên pháp ra, còn có quy tắc, quy định và quy củ, cho dù là thưởng hay là phạt, viện trưởng nên lấy thân mình làm gương và tuân theo các quy tắc và chế độ, thay vì tùy ý làm bất cứ điều gì mình muốn. Trên đầu cô ta, mồ hôi lạnh xuất hiện, hai tay trong ống tay áo cũng nắm chặt vào nhau. Cô ta chỉ tiếp xúc với Diệp Quân một thời gian ngắn, thực sự không hề hiểu rõ tính cách của Diệp Quân, nói những lời này, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Sở dĩ cô ta dám nói ra điều này là vì khi đệ nhất tính chiêu rời đi, trong thư có nói với cô ta rằng, hắn đôi khi hơi trẻ con, nhưng hắn vẫn rất độ lượng, người càng thành thật và thẳng thắn với hắn thì hắn càng vui vẻ, và tất nhiên sẽ càng trọng dụng ngươi. Ngược lại, nếu ngươi cố suy đoán nịnh nọt hắn, cho dù lúc đó ngươi khiến hắn mê muội, nhưng đợi hắn hồi thần, hắn sẽ tránh xa ngươi, tiếp xúc với hắn, đừng dở cho tự cho là thông minh, và đừng sợ hắn, trực tiếp thẳng thắn là tốt nhất, là cái gì sẽ là cái đó. Nghe được những lời của Mục Khoản, những người còn lại trong điện đều có chút khó tin nhìn Mục Khoản, bọn họ không ngờ rằng Mục Khoản lại dám nói chuyện với Diệp Quân như vậy, hơn nữa ngay cả đế nguyên cũng từ chối. Điên rồi sao? Đấy là đế nguyên đó. Một tia đế nguyên, không chỉ có thể sẽ biến đổi vận mệnh của bản thân, còn có khả năng biến đổi vận mệnh gia tộc của mình.
Nhưng cũng có một số người nhìn Mục Khoản, trong mắt đầy kính trọng, ngay cả Đế Nguyên cũng từ chối, đây không phải người bình thường có thể làm được. Sau khi Diệp Quân im lặng khá lâu, hắn thu hồi lại tia Đế Nguyên đó, sau đó nói, người nói rất đúng, việc này là do ta suy nghĩ chưa chu đáo. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trong lòng Mục Khoản thở phào, nói không căng thẳng là giả. Vừa rồi sau khi cô ta nói xong, tim đã nhảy lên đến tận cổ họng. Người đứng trước mắt không chỉ có thể dễ dàng quyết định sống chết của cô ta, còn dễ dàng quyết định sống chết của Mục tộc. Diệp Quân nhìn Mục Khoản, cô rất tốt, thư viện giao cho cô, ta yên tâm rồi. Nói xong, hắn nhìn một lượt ba bức tượng thanh đồng ở trên bàn làm việc của đệ nhất Tĩnh Chiêu, từ bây giờ, ba chiến tướng đồng đen này nghe cô chỉ huy, có việc gì ngươi có thể trực tiếp liên hệ với ta. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trái tim đang bị treo lơ lửng của Mục Khoản nhất thời buông xuống, nàng hành lễ với Diệp Quân thật sâu, sẽ không phụ sự kỳ vọng của quân đế. Diệp Quân gật đầu nói, trong khoảng thời gian này ngươi đã làm việc rất vất vả, ta không thể không khen thưởng, còn việc thưởng cô như thế nào, cô có thể cùng mọi người thương lượng. Nói xong hắn bước ra ngoài, trong điện mọi người vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Sau khi Diệp Quân rời đi, mọi người nhanh chóng vây quanh Mục Khoản. Đệ nhất Tĩnh Chiêu rời đi, Mục Khoản tiếp quản, đương nhiên lúc đầu bọn họ có chút không hài lòng, nhưng bây giờ, bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Mục Khoản từ chối Đế Nguyên, đồng nghĩa với việc tìm được chỗ tốt cho bọn họ sao có thể không phục. Đó là Đế Nguyên đói. Trong lòng Mục Khoản cũng một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Điều cô ta sợ nhất chính là những người này không phục, bởi vì nếu những người này không phục, chính lệnh của cô ta sẽ không được thi hành ổn thỏa, như vậy sẽ hủy hoại chuyện của Diệp Quân. Mục Khoản nhìn Diệp Quân ở phía xa bên ngoài điện, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, nam nhân này, thân là đại đế lại không hề làm giá, hơn nữa còn thừa nhận lỗi lầm của bản thân mình. Mục Khoản lắc đầu, quét sạch những ý tưởng và suy nghĩ lung tung, tiếp tục làm việc. Ngày thứ hai, Diệp Quân đến giữa bầu trời, không lâu sau, phía xa đột nhiên truyền đến một đạo khí tức đáng sợ, bái kiến quân đế. Theo giọng nói đó, giọng nói thứ hai vang lên bái kiến. Quân đế, bái kiến quân đế, từng âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên ở giữa bầu trời. Vô số cường giả đến từ nền văn minh cấm địa cổ hoang đều lần lượt hành lễ với Diệp Quân, mà trong những cường giả này, thấp nhất cũng là chân thánh cảnh. Diệp Quân nhìn những cường giả đi đến này, thờ ơ không nói. Hắn cũng muốn từ từ lên kế hoạch, nhưng hắn hiểu rất rõ, hắn bây giờ căn bản là không có thời gian, hắn nhất định phải hòa hợp thập hoang và cấm địa cổ hoang. Xoắn tất cả lực lượng thành một sợi thừng, để ứng phó với nguy cơ có thể đến sắp tới. Lúc này, những cường giả đến từ cấm địa cổ hoang cũng đang tò mò nhìn Diệp Quân. Quân đế! Ngày đó thần thức của Diệp Quân từng ngang qua cấm địa cổ hoang, nhưng lúc đó bọn họ chỉ có thể cảm nhận thấy thần thức của Diệp Quân, không hề có năng lực gặp được Diệp Quân thật. Bởi vậy, lúc này họ đều đang tò mò nhìn đánh giá Diệp Quân, khi thấy Diệp Quân trẻ tuổi như vậy, trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Diệp Quân chỉ đứng đó, mặc dù không còn tu vi, nhưng đều có một lực áp bách vô hình. Ở sâu trong tinh vực, càng lúc càng có nhiều người đến chỗ tinh vực vô biên nào đó. Cô gái váy đỏ dẫn theo đệ nhất Tĩnh Chiêu bước đi chậm chậm, đệ nhất Tĩnh Chiêu mặc một chiếc váy màu trắng như tuyết, không dính bụi trần, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như một khối băng. Cô gái váy đỏ thì mặt đầy tươi cười, cô ta lấy một quả ra đưa cho đệ nhất Tĩnh Chiêu, ăn không? Cái này còn quý hơn nhiều so với thần đế nguyên kia. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, cô gái váy đỏ nhún vai, sau đó nói, kiếm tu kia ở chỗ các cô xem như miễn cưỡng tạm được, nhưng thực ra cũng chỉ như vậy, hà tất lưu luyến vậy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì. Cô gái váy đỏ tiếp tục nói, với thể chất cộng thêm thiên phú của cô, làm quản gia lo việc lặt vặt cho hắn thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Đến cựu thổ của bọn ta, lúc đó cô sẽ phát hiện. Đàn ông yêu thú thật sự có rất nhiều rất nhiều. Đệ nhất Tĩnh Chiêu vẫn không nói gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái váy đỏ liếc nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu, sau đó quay đầu nhìn sang bên phải, chỉ là một cái liếc nhìn, ánh mắt cô đã nhìn xuyên qua hàng trăm triệu tinh hà. Sâu trong đại điện ở nơi nào đó, một người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy cô gái váy đỏ, sắc mặt hắn ta nhất thời thay đổi. Sau đó vội vàng đứng dậy, hành lễ thật sâu, vừa định mở miệng, một giọng nói đột nhiên vang lên trong thức hải của hắn ta.
Một lát sau, người đàn ông áo trắng hơi cau mày lại, thập hoang, đạo trật tự. Nói xong, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, người đâu, triệu tập 30. Không, 300 thị vệ đồng đen theo ta tiến đến thấp hoang. Vừa dứt lời, người hắn ta đã biến mất không thấy. Trong tinh không, cô gái váy đỏ thu hồi ánh mắt, cắn mạnh một miếng hoa quả. Thực ra lúc ở thập hoang cô ta đã muốn giết chết kiếm tu trẻ tuổi kia, nhưng nghĩ lại, cô ta phải có được tình cảm đốt hương thể ước với nha đầu bên cạnh này. Nếu giết hắn, chắc chắn nha đầu này sẽ ghi hận, như vậy không đáng. Nhưng kiếm tu trẻ tuổi kia không chết không được. Cô ta không muốn sau này nha đầu này vì tình mà gấp lại tất cả. Hiện giờ Diệp Quân đã phát đế lệnh, người bình thường sẽ không dám làm trái. Nhưng mà, Diệp Quân lại không phát hiện mấy người hùng mạnh hắn đã gặp lúc trước, ví dụ kỹ sĩ thần bí hành tẩu trong hoang mạc, còn cô gái cầm quân hàng triệu thi thể kia, và cả ông lão thần bí kia nữa. Những người này, lúc trước từng gọi hắn là đạo hữu. Lần này hắn phát đế lệnh, những người này có lẽ đều đã nghe thấy. Sau một hồi im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người ở xa xa, thấy ánh mắt hắn nhìn đến, mọi người đều hơi khom người. Một ông lão trong số đó đi đến trước mặt Diệp Quân, hành lễ thật sâu với hắn, không biết quân đế gọi chúng ta đến có việc gì. Mọi người cũng đều nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta định xây dựng một trật tự hoàn toàn mới ở thập hoang và cấm địa cổ hoang, ta cần các vị tin tưởng ta, đương nhiên, ta cũng không giấu các vị, không bao lâu nữa, có thể sẽ cường giả cựu thổ đến nhằm vào ta, bởi vậy, lần này ta triệu tập các vị đến đây, các vị có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn không tin ta, nếu chọn tin tưởng ta, tuân theo trật tự của ta, ta sẽ để các vị vào tiểu tháp của ta tu luyện, toàn lực giúp đỡ các vị nâng cao thực lực. Nếu các vị chọn không tuân theo trật tự của ta, lúc này ta cũng có thể hiểu được, ta không cưỡng ép các vị, dù sao đây là chuyện lớn liên quan đến mạng người. Tiểu tháp đột nhiên nói, tên nhóc, ta còn cho rằng ngươi gọi bọn họ đến cưỡng ép muốn bọn họ tuân theo trật tự của ngươi, không ngờ. Không đúng. Nói đến đây, giọng nói của nó đột nhiên run rẩy. Mẹ kiếp, chuyện này không đúng. Tiểu tháp lập tức tê dân. Nó chợt hiểu ra ý đồ của Diệp Quân. Tên nhóc này làm như vậy là đang những người này cơ hội lựa chọn, cựu thổ cho người đến, sẽ có hai lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp cưỡng chế tiêu diệt thập hoang và cấm địa cổ hoang, nếu đối phương thật sự làm như thế, vậy thì đúng hợp ý hắn, bởi vì hắn có thể dễ dàng ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng của thập hoang và cấm địa cổ hoang, hơn nữa, đứng trước sống chết tất cả mọi người sẽ đều đồng tâm hiệp lực, sức mạnh tín ngưỡng cũng sẽ càng thuần túy hơn. Nhưng nếu cựu thổ không làm như vậy thì sao? Nếu người của cựu thổ đến không lựa chọn dùng vũ lực trấn áp, mà trực tiếp phân hóa thì sao? Chẳng hạn như, Diệp Quân hẳn có thể dụ dỗ những thế gia và cường giả đỉnh cấp này, còn người ta không thể à? Tài lực hiện tại của Diệp Quân có thể so sánh với cựu thổ không? Rõ ràng là không thể. Nếu cựu thổ chọn cách thứ hai, lúc đó, những thế gia này còn lựa chọn Diệp Quân hắn không? Vậy vấn đề đến rồi, mục đích thật sự của tên nhóc này là gì? Tâm an. Đúng, chính là cầu tâm an. Nếu hiện tại những thế lực này ủng hộ hắn, nhưng đến lúc đó lại phản bội, thì Diệp Quân hẳn có thể không chút áp lực mà chém tật giết tuyệt tất cả bọn họ. Nghĩ đến đây, tiểu tháp lần đầu tiên cảm thấy có chút sợ hãi, tên nhóc này đã nghĩ hết các hướng có thể, hắn của hiện tại không còn là gã thiếu niên đơn thuần nữa. Âm mưu thâm sâu, làm nó cũng đều cảm thấy khủng bố. Hắn đã biến thành như này từ lúc nào? Tiểu tháp đột nhiên cảm thấy tên nhóc này hiện giờ có chút xa lạ. Ngay lúc này, nó chợt cũng thấy hơi sợ rồi. Diệp Quân đã học trong tiểu tháp mấy trăm năm, nó cũng đã xem không ít sách vở về các phương triều lịch sử, chuyện thỏ khôn chết thì chó cũng bị nấu, các triều đại đều có, liệu một ngày nào đó tháp ra nó có rơi vào kết cục này? Không, chắc không đến mức chứ. Bản thân nó đã trợ giúp ba đời, nếu rơi vào kết cục như vậy, thì thật sự có chút quá đáng. Bên ngoài, sau khi Diệp Quân nói xong, những cường giả ở đây nhìn nhau, nhất thời không biết nên đưa ra lựa chọn như nào, mà chính vào lúc này, ông lão trước mặt Diệp Quân lưỡng lự một chút, sau đó cẩn thận nói, không biết quân đế định làm thế nào để giúp chúng ta nâng cao thực lực. Mọi người cũng đều nhìn về phía Diệp Quân, trong ánh mắt có sự tò mò. Diệp Quân nói, ta dẫn mọi người đến một nơi khác nói chuyện. Nói xong, hẳn nói trong lòng, tháp ra, làm phiền rồi.
Tiểu Tháp run giọng nói, được, quân đế, sau này gọi ta Tiểu Tháp là được. Khi bước vào Tiểu Tháp, toàn bộ cường giả đều kinh ngạc ngay tại chỗ, mỗi người đều giống như tượng đất trong miếu vậy. Nhìn những cường giả kinh ngạc trước mặt, Diệp Quân thầm cảm thán, thao tác này của cô vô địch từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, có lẽ cũng chỉ sau này khi gặp cường giả không thấy kinh ngạc, mới có nghĩa là hẳn có lẽ đã tiến gần đến cô. Đương nhiên, cũng có một vấn đề, đó là cô làm thời không này là tùy tiện làm hay là Diệp Quân khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nữa, hắn nhìn những cường giả trước mặt. Lúc này, một ông lão đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quân, ông hành lễ thật sâu, sau đó nói, không biết quân đế muốn chúng ta làm gì. Tất cả cường giả đều nhìn về phía Diệp Quân, từ sự nhiệt huyết trong mắt bọn họ có thể thấy, rõ ràng, bọn họ muốn ở lại nơi này. Diệp Quân nhìn ông lão đứng đầu, sau đó nói, ta muốn lập một trật tự hoàn toàn mới tại Thập Hoang, nếu các vị bằng lòng tuân theo trật tự của ta, giúp ta hoàn thiện trật tự này, ta sẽ toàn lực trợ giúp các vị nâng cao thực lực. Đương nhiên, ta cũng phải nhắc nhở các vị, kẻ địch sắp tới của ta rất mạnh, vượt xa dự đoán của các vị, bởi vậy, các vị phải suy nghĩ kỹ. Nói rồi, hẳn nói ra chuyện di tích Toại Minh, không hề che giấu. Khi nghe xong lời của Diệp Quân, mọi người có mặt đều chấn động, không ngờ vị đại đế nổi danh xưa nay lại bắt nguồn từ đây. Sau khi khiếp sợ, ai cũng im lặng, họ phải lựa chọn. Lúc này, một chọn về bên quân đế trước mặt. Hai là đứng ngoài xem, đợi vị này phân ra thắng bại tại di tích rồi mới quyết định. Họ hiển nhiên càng nghiêng về lựa chọn sau vì đây là kiểu đầu tư không lỗ mà chỉ có lời, họ biết rõ nếu quân đế thẳng thì họ cũng không có lợi lộc gì. Lựa chọn rất đơn giản. Đưa than ngày tuyết hay là dệt hoa trên gấm. Mọi người đều do dự. Vì nếu ở nơi này tu luyện, có được thêm sự giúp đỡ của Diệp Quân, họ chắc chắn sẽ tiến bộ to lớn nhưng lỡ Toại Minh tới gây rắc rối thì sao? Đúng lúc này, có người đột nhiên đứng dậy, quân đế, thực lực chúng ta yếu nên không thể giúp quân đế. Diệp Quân gật đầu, ai không muốn có thể tự do rời đi. Lần lượt có người rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn còn gần 8 vạn người chọn ở lại. Trong đây còn có 52 cường giả chuẩn đế. Rõ ràng họ đang muốn đặt cược một lần. Lỡ đâu Toại Minh không đến thì sao? Diệp Quân nhìn mọi người rồi nói, chư vị có thể ở lại trong tháp tu luyện. Nói xong, hắn rời khỏi tháp nhỏ rồi tới cấm địa cổ hoang, hắn muốn gặp mấy vị cường giả thần bị trước kia. 3 ngày sau, di tích Toại Minh. Một người đàn ông mặc đồ trắng dẫn theo 300 thủ vệ đồng đen xuất hiện trong di tích. Người đàn ông đồ trắng nhìn quanh, cảm thán, đây chính là nơi bắt nguồn của văn minh Toại Minh ta. Bên cạnh hắn ta, một ông lão mặc đồ đen khe nói, tia đế nguyên ở đây đã. Nói rồi ông ta nhìn người mặc đồ trắng, ung chủ. Cảnh giới của ta đã bị đè ép hạ xuống đế cảnh, tu vi của 300 thanh đồng vệ đăng sau cũng bị áp xuống chuẩn đế. Người đàn ông áo chẳng nhìn thoáng qua bầu trời, trong mắt lóe lên tia phức tạp và kiêng dè, bi đại nhân của văn minh Toại Minh ta là người mạnh nhất. Đáng tiếc, bi tâm từ. Ông lão biến sắc, không dám nhiều lời, nhìn quanh bốn phía, ung chủ, giết một đại đế mà thôi, không cần người tự mình tới, giao cho đám thuộc hạ là được, người đàn ông áo trắng mỉm cười. Không thể khinh địch. Ông lão nghe thấy lời nói của người đàn ông áo trắng thì ngập ngừng muốn nói lại thôi. Người đàn ông kia như thể biết được ông ta nghĩ gì cười nói, từ xưa đến nay, người dám nói sẽ xây dựng trật tự lại có mấy ai. Nếu đối phương dám làm, còn thành lập được đạo, thống thì quả thật không phải hạng tầm thường. Ông lão áo đen khẽ gật đầu không nói thêm gì, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Tuy đây là cựu thổ của nền văn minh Toại Minh, song suy cho cùng vẫn quá nhỏ. Và lại, nó đã tách biệt với thế giới bên ngoài rất lâu, còn không có đế nguyên nên có thể nói nơi đây chỉ có thể tu luyện đến đại đế đã là hết đát. Ông ta thật sự không hiểu một nơi như thế này vậy mà lại có thể khiến cho vị ung chủ trước mắt tự mình đến, còn dẫn theo 300 thanh đồng vệ. Đương nhiên, với ông ta thì điều này cũng không quan trọng vì chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được. Ung chủ bỗng nhìn về phía ghế thánh vương gần đó, lúc này nó quả thật là khóc không ra nước mắt. Trong khoảng thời gian này làm sao vậy? Hết ông lớn này đến ông lớn khác đến. Ung chủ liếc nó một cái cười nói, ngươi chính là chiếc ghế mà Toại chủ từng ngồi lúc trước. Ghế thánh vương vội đáp, đúng vậy. Ung chủ hỏi, mấy năm nay, người đều ở nơi này mời chào các cao thủ, vất vả lâu như vậy có muốn rời khỏi đây không? Ghế thánh vương kính cẩn đáp,
được cống hiến cho nền văn minh Toại Minh là niềm vinh hạnh của ta, chứ không vất vả gì hết. Còn việc rời khỏi đây, thực lực của ta rất thấp, đến cựu thổ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chăng thà ở đây cống hiến chút sức lực của mình cho nền văn minh của mình. Ông chủ mỉm cười nói, tuy ở đây có thể đạt được một ít đế nguyên, nhưng suy cho cùng vẫn quá hạn hẹp, cơ hội cũng chẳng có mấy. Đến cựu thổ, dù địa vị sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng bên cạnh đó cơ hội cũng càng nhiều. Với tư chất và thực lực của ngươi, muốn tiến thêm một bước thì hoàn toàn không thành vấn đề. Song phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Ông ta nói xong bèn mở tay ra, 50 luồng đế nguyên bay đến chỗ ghế thánh vương, mấy năm nay, ngươi cũng cực khổ rồi. Đây là phần thưởng của ngươi. Ông ta nói xong bèn dẫn theo ông lão đứng cạnh xoay người rời đi. Đại nhân, ghế thánh vương bỗng mở miệng hỏi, ngài đến đây là vì người thành lập trật tự đúng không? Ông chủ dừng chân lại, nhìn về phía nó cười hỏi, sao, người biết hắn? Ghế thánh vương kính cẩn trả lời, từng gặp thôi ạ, đại nhân, ta xin khuyên vài câu, tên kia cực kỳ không đơn giản, không thể coi nhẹ được, ông chủ lập tức hứng thú bảo, người nói nghe thử xem. Ghế thánh vương nặng nề nói, người này là một tên kiếm đế, bản thân cũng có một thanh kiếm đã thành đế. Ngoài ra, lúc trước bỗng dưng có một thanh thần kiếm giáng xuống từ trên trời rồi giết chết tiếp dẫn sứ ở đây. Sức mạnh của nó đã hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, nên hẳn chắc chắn có ô dù. Còn thực lực của hắn mạnh cỡ nào, thì ta không biết, bên cạnh đó, tên này còn có chỉ số thông minh cực kỳ cao, tuyệt đối không thể coi nhẹ được. Tuy chỉ mấy câu ngắn ngủi, nhưng ung chủ cũng nhận ra được mấy vấn đề quan trọng. Kiếm đế, có ô dù, chỉ số thông minh cực cao. Ung chủ bỗng nhiên nở nụ cười, mở tay ra. Lại có 50 luồng đế nguyên bay đến chỗ ghế thánh vương, thưởng cho ngươi. Ông ta nói xong bèn dẫn theo ông lão kia biến mất khỏi đây. Cảm ơn đại nhân. Hiện trường lập tức quanh quẩn tiếng cảm ơn đầy phấn khích như chuông đồng của ghế thánh vương. Một lát sau, ung chủ đã dẫn theo ông lão áo đen kia đến thành đệ nhất. Giờ thành đệ nhất ngày càng sầm uất, ngày nào cũng có. Vô số người đến, đôi khi đến để buôn bán. Còn lại là vì gia nhập vào Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên hiện tại quả thật là đông như kiến. Ông chủ đi trên đường nhìn ngó xung quanh rồi cười bảo, khá sầm uất đấy chứ. Ông lão áo đen nói, vẫn kém lắm. Ông chủ cười bảo, Diêm lão, ông phải biết rằng người ở đây có thực lực yếu cũng không phải vì họ ngu dốt, mà do nơi này không có con đường để phát triển thêm. Nếu nó có đủ đế nguyên thì ta tin rằng người ở đây sẽ không thua kém gì nền văn minh Toại Minh của chúng ta. Ông lão áo đen gật đầu đáp, ung chủ nói rất đúng. Ung chủ khẽ cười, tất nhiên là ông ta biết Diêm lão kia đang nghĩ một đằng nói một nẻo, song cũng không giải thích gì thêm. Diêm lão và người ở đây sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, thực lực cũng cách biệt một trời một vực nên đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ khác. Đây là chuyện bình thường. Một lát sau, ung chủ đã dẫn theo ông lão áo đen đi đến Thư viện Quan Huyên. Nơi này quá thật hết sức tấp nập. Giờ toàn bộ thập hoang. Dù là các gia tộc đại đế hay các tiên tông lớn cũng biết được tầm quan trọng của Thư viện Quan Huyên. Vì vậy, họ đều cử người của mình đến muốn gia nhập. Ngoài họ ra, những đệ tử của các tông môn cấp thấp và tán tu cũng chen lấn nhau muốn tham gia vào Thư viện Quan Huyên. Bởi vì, đây chính là một cơ hội hiếm có với họ. Sau khi quản lý Thư viện Quan Huyên, Mục Sóc bắt đầu kiểm soát số người gia nhập vào Thư viện. Nói chính xác hơn là khống chế số lượng người của các gia tộc đại đế và tiên tông lớn. Vì cô ta hiểu được, một khi có quá nhiều người của họ thì khi ấy thư viện sẽ không còn là Thư viện Quan Huyên của Diệp Quân nữa, mà là thư viện của những thế lực kia. Ông chủ dẫn theo ông lão áo đen đi đến trước một gian đại điện, trước mặt đặt rất nhiều quan huyên pháp. Ông chủ mở tay ra, lập tức có một quyển rơi vào trong tay. Ông ta mở ra xem, một lát sau thì nụ cười trên mặt dần biến mất. Ông lão áo đen cũng cầm một quyển quan huyên pháp lên xem, nhìn một lúc thì cau mày, trong mắt không giấu nổi sát khí. Ung chủ lại cười, thú vị, thật thú vị. Xem ra, chúng vẫn xem nhẹ vị quân đế kia. Vốn dĩ, ta còn tưởng rằng cái trật tự mà hắn xây dựng nên chẳng qua là vì hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, mục đích là nô dịch chúng sinh để mình dùng. Nhưng giờ có vẻ cũng không phải thế, tên kia quả thật có ý tưởng to lớn. Ông lão áo đen nặng nề nói, ung chủ. Thuộc hạ đề nghị giết tên kia ngay lập tức để tránh tai họa về sau. Ông chủ lắc đầu, người có ý tưởng to lớn như vậy cũng không phải hạng tâm thường.
Ông lão áo đen muốn nói lại thôi. Ông chủ mặc kệ ông ta, tiếp tục đi vào trong thư viện quan huyên. Bên trong cũng không có cấm vào, nhưng muốn vào tham quan phải nộp 10 khối tiên tinh. Mục Sóc làm vậy là vì có quá nhiều người đến thư viện, nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Song với những người tò mò lại không thể gia nhập thì để tránh cho họ cảm thấy tiếc nuối, cô ta đã mở thư viện ra, chỉ cần nộp một lượng tiên tinh nhất định là có thể tiến vào thăm thú. Đương nhiên, không thể tiến vào một số nơi quan trọng, chỉ có thể tham quan bên ngoài. Nhưng cô ta cũng không ngờ nó lại mang đến cho thư viện quan huyên một nguồn sách lớn, vì mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tham quan thư viện. Ngoài ra, sau khi họ tiến vào và thấy được phúc lợi cùng sự hùng mạnh của thư viện thì lại càng muốn gia nhập. Giờ mà có thể gia nhập thư viện quan huyên thì chính là làm rạng rỡ tổ tông. Sau khi ung chủ dẫn theo ông lão áo đen tiến vào bèn nhìn thoáng qua xung quanh, thấy ánh mắt tràn ngập khát vọng của những thanh niên xung quanh thì mỉm cười bảo, quân đế kia thú vị ghê, ý nghĩa quan huyên pháp của hắn là muốn thành lập một vũ trụ công bằng. Với những người ở tầng dưới thì quả thật là một chuyện tốt. Xong, hắn lại quên mất một điều. Ông lão áo đen tò mò hỏi. Ung chủ nhàn nhạt đáp, đó chính là trên đời này không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Từ xưa đến nay, các gia cấp trời sinh đã mâu thuẫn, vì lợi ích của mọi người khác nhau nên đương nhiên lối suy nghĩ cũng khác. Giờ hắn có thể dùng thực lực chèn ép những mâu thuẫn tiềm tàng, hoặc dùng cách khác rời nó đi. Nhưng, chúng cũng không biến mất, trái lại, còn tích tụ ngày càng nhiều. Đến một ngày nào, đó, những mâu thuẫn kia sẽ bùng nổ như núi lửa và thiêu rụi mọi thứ. Ông ta nói xong bèn gập quan huyên pháp lại, theo đuổi sự công bằng tuyệt đối là đi ngược lại lòng người, mà làm thế chính là tự đâm đầu vào ngõ cụt. Ông lão áo đen cười, nếu vậy, trật tự quan huyền kia cũng chẳng đáng để coi trọng. Không, ung chủ lại bảo, phải coi trọng, còn phải cực kỳ chú ý đến nó. Ông lão áo đen hơi khó hiểu. Ung chủ khẽ nói, chưa nói đến những vũ trụ khác, ví như vũ trụ này đi. Ông nói thử xem. Những đế tộc và tiên tộc kia đông hay những người thường đông hơn? Ông lão áo đen trầm giọng đáp, đương nhiên là người thường đông hơn rồi. Ung chủ gật đầu, ví dụ như chỗ này đi, trước giờ các gia tộc đại đế và tiên tông lớn đã lũng đoạn toàn bộ tài nguyên, người thường muốn mạnh lên quả thật khó như lên trời. Trừ khi xuất hiện một đại đế, không thì sẽ chẳng thể ngăn cản họ lũng đoạn. Ông cho rằng những người thường kia không hận ư, họ hận chứ, hận đến nghiến răng nghiến lợi luôn ấy. Xong họ lại đánh không thắng, cũng chẳng dám đánh. Có điều, nếu có người đi đầu giúp họ thì sao? Nếu là ông có sẵn lòng liều mạng làm chung với hắn không? Ông lão áo đen im lặng, kia quả thật là ai cũng sẽ nghe theo thôi. Ung chủ lại nói tiếp, tên kia vừa cám dỗ những gia tộc lớn, lại dùng sức mạnh dọa họ. Sau khi đánh cho họ phục, lại lợi dụng họ thành lập trật tự giúp hẳn. Ông ta nói xong lại nhìn thoáng qua xung quanh bảo. Giờ hẳn đã đoàn kết được tầng lớp bên dưới, ông nhìn những thanh niên quanh đây mà xem, trong mắt họ toàn là sự phấn khích và một ao ước về tương lai. Ông lão áo đen nói, ung chủ, chẳng phải ban nãy ông vừa nói đến mâu thuẫn giữa những giai cấp đó ư? Ung chủ cười đáp, mâu thuẫn kia vẫn luôn tồn tại, nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác thì ông sẽ phát hiện lại chẳng thấy chúng đâu. Câu đó khiến ông lão khó hiểu, quay đầu nhìn ung chủ bên cạnh. Ung chủ lạnh nhạt giảng giải, những gia tộc đại đế và tiên tông kia lũng đoạn tài nguyên nơi đây khiến người bên dưới không có hy vọng mạnh lên. Lẽ nào cựu thổ chúng ta lại không lũng đoạn tài nguyên vũ trụ, khiến họ không có hy vọng mạnh lên? Muốn giải quyết mâu thuẫn thì đơn giản thôi, chỉ cần làm cho họ biết còn có một cái cựu thổ là được. Đến lúc đó, những gia tộc đại đế và tiên tông lớn kia sẽ hận ai? Đương nhiên là cựu thổ chúng ta. Xong, giống như những người tầng dưới chót. Họ có hận cũng có tác dụng gì. Suy cho cùng, họ lại không thắng được chúng ta. Nhưng nếu có người đến dẫn dắt và giúp họ thì sao? Ung lão áo đen ngây người. Ung chủ híp mắt lại, kẻ này toan tính ghê thật, không ngăn cản thì chắc chắn xu thế ấy sẽ quét ngang toàn bộ vũ trụ. Ông ta nói xong chậm rãi nhắm mặt lại, tên đó chắc chắn sẽ là một kẻ địch lớn của cựu thổ chúng ta. Sau khi Diệp Quân đi tới cấm địa cổ hoang, hắn dựa vào trí nhớ của mình để đi đến trước một mảnh sa mạc hoang vu. Trước mắt là một sa mạc bát ngát vô tận, bụi vàng bay tứ tung, che phủ cả đất trời. Lúc này đang có không ít người tụ tập ở đây, tất cả mọi người đều nhìn vào nơi sâu nhất trong sa mạc. Diệp Quân đi vào sâu trong sa mạc, đúng lúc này có một thanh niên đột nhiên nói, vị huynh đệ này,
người cứ đi thẳng vào vậy à? Diệp Quân quay đầu nhìn thì thấy người nói chuyện với hắn là một thanh niên hơn 20 tuổi, đang mặc một bộ cẩm bào, trông rất xa hoa phú quý. Diệp Quân gật gật đầu, ừ. Thanh niên cười nói, lần đầu tiên ngươi tới đây à? Diệp Quân đáp, đúng vậy. Thiếu niên quay đầu nhìn vào sa mạc sâu hút, sau đó nói, bây giờ ngươi không thể vào đó, lúc này mà vào thì chính là chịu chết, ngươi nhìn xung quanh đi, mọi người đều đang chờ. Ở ngoài, Diệp Quân có chút ngạc nhiên, là sao? Thiếu niên quay đầu quan sát Diệp Quân một chút, sau đó nói, huynh đài này, ngươi cũng tới đây vì kho báu của nước Thiên Lan Cổ. Diệp Quân khẽ nhíu mày, nước Thiên Lan Cổ. Vẻ mặt thiếu niên lập tức trở nên cổ quái, vậy. Ngươi tới đây làm gì? Diệp Quân nói, chỉ tới xem thôi. Vẻ mặt thiếu niên cứng đờ, gã lại quan sát Diệp Quân một lần nữa, sau đó nói, chúng ta đến là vì kho báu của nước Thiên Lan Cổ, huynh đài có biết nước Thiên Lan Cổ? Diệp Quân lắc đầu, thanh niên liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân nói, ta chỉ đi ngang qua đây, thấy mọi người tụ tập lại nên có chút tò mò, không biết huynh đài có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Thiếu niên châm ngâm một lúc rồi nói, nước Thiên Lan Cổ này là một đế quốc cổ xưa, nhưng năm đó lại không biết tại sao lại bị diệt quốc trong một đêm. Chẳng biết trải qua bao, nhiều năm, cuối cùng bị cát vàng nhấn chìm, chúng ta đến là vì bảo vật của đất nước bọn họ. Nhưng sâu trong mảnh sa mạc này có một cường giả thần bí, người này có thực lực vô cùng khủng bố, hễ là người tiến vào mà gặp phải gã thì sẽ lập tức bị đánh hồn phi phách tán. Nói đến đây, gã ngẩng đầu nhìn vào mảnh sa mạc hoang vu. Bây giờ chúng ta đang đợi, đợi gã đi vào nơi xa nhất trong sa mạc, cách biệt hoàn toàn chúng ta. Sau đó chúng ta mới thăm dò ở ngoài một vòng, xem có tìm được bảo vật gì không. Diệp Quân gật đầu, thì ra là như vậy. Nói rồi, hắn lại đi vào trong tiếp. Thấy thế, thanh niên mặc cẩm bào hơi run lên, vội nói, vị huynh đài này, thực lực của tên đó vô cùng mạnh mẽ, cho dù là cường giả chuẩn đế cũng không phải là đối thủ đâu. Diệp Quân cười hỏi, chuẩn đế không đánh lại, vậy còn? Đại đế thì sao? Thanh niên cẩm bào nói theo bản năng, đại đế tất nhiên là vô địch rồi. Nói đến đây, không biết gã nghĩ đến điều gì mà mở to hai mắt, đứng ngây phỗng tại chỗ. Diệp Quân mỉm cười, sau đó đi thẳng vào sâu trong sa mạc. Thanh niên cẩm bào nhìn Diệp Quân biến mất trong làn khói cát mịt mờ, cuống họng lăn lên xuống, không? Đâu nhỉ? Sau khi Diệp Quân tiến vào nơi sâu trong sa mạc, đi chưa được bao lâu thì hắn đột nhiên dừng lại nhìn dưới chân mình, dưới chân hẳn là một bộ xương trắng đã bị cát vàng vùi lấp. Mà nương theo một trận gió nóng kéo tới, cát vàng bị thổi tung, càng lúc càng xuất hiện nhiều bộ xương trắng. Diệp Quân im lặng một lát rồi tiếp tục đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn gặp được tên kỵ sĩ ngày đó, tên kỵ sĩ đó cưỡi một con chiến mã đi sâu vào trong sa mạc một cách lung tung, chậm rãi không mục đích. Diệp Quân đi tiếp về phía trước, đúng lúc này tên kỵ sĩ kia đột nhiên dừng lại, gã ta chậm rãi quay lại nhìn về phía Diệp Quân, một khắc sau, đao trong tay của gã đã phóng ra. Diệp Quân chỉ búng tay một cái, tiểu hồn đột nhiên bay ra, dễ dàng trấn áp lại chuôi đao kia. Tên kỵ sĩ kéo cương ngựa quay đầu lại, chậm rãi bước về phía Diệp Quân, hai mắt gã ta mờ mịt, rõ là cũng đang không tỉnh táo, nhưng trên người vẫn tỏa ra một luồng hơi thở vô cùng đáng sợ. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, Diệp Quân có chút khiếp sợ, người này không phải là đại đế, thế nhưng hơi thở lại vượt xa cường giả chuẩn đế. Hơi thở quá hùng hậu. Đây mới thật sự là chuẩn đế, chỉ thiếu mỗi đế nguyên mà thôi, nếu có đế nguyên thì 100% có thể đạt đến đại đế. Nhìn thấy người đàn ông thần trí mơ hồ mơ màng, Diệp Quân gọi tiểu hồn. Vèo. Theo tiếng kiếm ngân vang, một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức bao trùm lấy người đàn ông ở phía xa. Người đàn ông đó bị trấn áp ngay tại chỗ. Gã ta bỗng siết chặt nắm tay lại, trong phút chốc, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên ngưng tụ trong đất trời, nó muốn phá tan kiếm thế của Diệp Quân. Luồng khí thế đó rất mạnh, nhưng so với tiểu hồn thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Nhưng vẻ mặt của Diệp Quân vẫn nghiêm lại, sau khi tiểu hồn thành đế lại được tăng cường thêm 2 lần, thực lực đã vượt xa đại đế bình thường, nếu không được tăng cường. Hắn có thể cảm nhận được người trước mặt này tuy vẫn có khoảng cách với đại đế, nhưng khoảng chênh lệch này không hề lớn. Người như thế mà vẫn chưa đột phá được thì vấn đề không nằm ở bản thân, mà là nằm ở đế nguyên. Diệp Quân thôi suy nghĩ, nói tiểu hồn, giúp gã ta tỉnh lại đi. Tiểu hồn đột nhiên rung lên kịch liệt,
một luồng kiếm thế lao thẳng xuống, người đàn ông kia nắm chặt hai tay lại, còn đang định phản kháng nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối của Diệp Quân, gã ta căn bản không thể phản kháng được, dần dà, ánh mắt của gã ta bắt đầu trở nên trong suốt lại. Một lát sau, Diệp Quân phẩy tay một cái, tiểu hồn bay trở về trong tay hẳn. Phía xa, người đàn ông ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn Diệp Quân, khàn giọng hỏi tại sao. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông, có muốn thành đế không? Người đàn ông lắc đầu, không muốn, nói xong gã ta xuống ngựa, xoay người nhìn vào nơi sâu nhất trong sa mạc, ánh mắt lần nữa trở nên mờ mịt. Diệp Quân nhíu chặt mày lại, người này đã lòng như cho nguội, tự buông bỏ bản thân rồi. Diệp Quân khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi. Người như thế, vô dục vô cầu, ha không thể lôi kéo được. Ngay cả thành đế mà gã cũng từ chối. Chờ đã. Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên mở miệng nói. Diệp Quân dừng bước lại, hắn xoay người nhìn người đàn ông nọ, chỉ nghe gã ta nói, đại đế có thể phục sinh người khác không? Diệp Quân lắc đầu, không thể. Việc khiến người khác sống lại như thế này, hiện tại chỉ có mỗi cô làm được mà thôi. Tất nhiên với những sinh linh không hoàn toàn bị tiêu diệt, thì với thực lực của hẳn hiện tại cũng có thể ngưng tụ thần hồn rồi giúp họ sống lại, nhưng với những sinh linh đã bị xóa. Sổ hoàn toàn, hẳn chỉ lực bất tòng tâm. Nghe Diệp Quân nói thế, ánh mắt của người đàn ông lập tức tối đi, cho dù là đại đế cũng không thể làm được. Diệp Quân gật gật đầu, người đàn ông lại nói, vậy có ai làm được không? Diệp Quân thành thật đáp có. Ánh mắt của người đàn ông lập tức phát sáng, gã ta quay đầu nhìn chăm chăm vào Diệp Quân, có à? Diệp Quân gật đầu, có, ta đã tận mắt nhìn thấy. Người đàn ông gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Quân, cường giả trên cả đại đế. Diệp Quân gật đầu, ừ, thật không? Ta không cần phải lừa ngươi, đúng không? Người đàn ông nắm chặt hai tay lại, vừa rồi ngươi hỏi ta có muốn thành đế không? Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Diệp Quân hơi trầm ngâm một lát, nói ta phải nói thật với ngươi trước, ta đã từng thấy một người có thể hồi sinh người chết, đó chính là cô của ta. Thế nhưng thực lực của cô không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng được, cả ta cũng không thể tưởng tượng ra, nếu ngươi muốn trở thành người như bà ấy, e là có chút khó. Người đàn ông nhìn chăm chăm Diệp Quân, nhưng chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn thì vẫn sẽ luôn có cơ hội mà, không đúng sao? Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, người nói vậy cũng đúng, nhưng thật sự là rất khó. Người đàn ông không nói gì nữa, chỉ xòe tay ra, một sợi thần hồn chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân, nếu ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, quãng đời sau này ta sẽ làm việc cho ngươi. Diệp Quân khẽ thở dài, không phải vấn đề đó, mà là nếu ngươi muốn có thực lực cải tử hoàn sinh, thật sự là vô cùng khó khăn. Người đàn ông nhìn hẳn, khó đến bao nhiêu ta cũng bằng lòng thử. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, được rồi. Hắn đã nhìn ra được sở dĩ người đàn ông trước mắt còn sống là bởi vì trong lòng gã vẫn còn một tia hy vọng, nếu hắn còn nói tiếp nữa thì chẳng khác gì bóp nát tia hy vọng cuối cùng của gã. Diệp Quân ngoách tay, để sợi thần hồn kia bay về lại trước mặt người đàn ông, ta không cần thần hồn của ngươi, ngươi chỉ cần đi theo ta sẽ giúp ngươi thành đế. Người đàn ông thi lễ thật cung kính với Diệp Quân. Diệp Quân nói, bây giờ đi không? Người đàn ông lại lắc đầu, đây chính là di tích của nước. Cổ Lan, năm đó khi Cổ Lan bị tiêu diệt, tất cả mọi thứ bên trong vẫn còn ở đấy, có lẽ nó sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều. Diệp Quân gật gật đầu, được. Bây giờ hắn đang sáng lập thư viện Quan Huyên ở Thập Hoang, thứ hẳn thiếu nhất bây giờ chính là tiền và thần vật. Người đàn ông dẫn Diệp Quân đi sâu hơn vào trong sa mạc, không biết qua bao lâu, người đàn ông đột nhiên dừng lại, gã ta nhấc tay lên, trong phút chốc. Vô số cát bụi chậm rãi bay lên trời, sau đó lập tức tan biến. Ngay sau đó, một tòa hoàng cung hùng vĩ xuất hiện trước mặt Diệp Quân và người đàn ông. Người đàn ông dẫn Diệp Quân đi vào bên trong hoàng cung, khi đến trước một tòa đại điện, gã ta hành lễ cúi người thật thấp với nó, sau đó mới chậm rãi đẩy cánh cửa lớn ra. Cánh cửa vừa mở, một mùi mốc lâu năm lập tức phả vào mặt họ, người đàn ông nhẹ nhàng vung tay phải lên, mùi hương kia lập tức tan thành mây khói. Diệp Quân theo người đàn ông đi vào trong đại điện, bên trong có một cỗ quan tài không biết được chế tạo từ vật liệu gì, toàn thân nó chẳng như tuyết, tựa như băng tảng mà cũng như thủy tinh, mà nhìn vào bên trong thì thấy có một người đàn ông trung niên đang nằm. Gã đàn ông đi cùng Diệp Quân đi đến trước quan tài rồi lập tức quỳ xuống,
run giọng nói, bái kiến vua của ta. Diệp Quân đi tới trước cỗ quan tài, hắn nhìn người đàn ông trung niên ở bên trong, thân thể của ông ấy vẫn ở đây, nhưng thần hồn đã không còn. Diệp Quân nhìn về phía người đàn ông đang quỳ, người muốn phục sinh người này. Người đàn ông khẽ gật đầu. Diệp Quân nói, rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông nhẹ giọng nói, rất nhiều năm trước, có một luồng uy lực còn sót lại kéo đến từ sâu trong dãy tinh hà, luồng uy lực còn sót lại kia mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nó còn chưa rơi xuống nước Cổ Lan thì toàn bộ thần hồn của sinh linh ở đây đã bị xóa sổ. Lúc luồng sức mạnh kia rơi xuống đất, đột nhiên một vụ nổ khủng bố bùng phát, phá nát toàn bộ nơi đây. Nói rồi, gã ta siết chặt tay lại, năm đó ta không ở trong nước nên mới tránh được một kiếp. Một luồng uy lực còn sót lại. Diệp Quân nhíu chặt mày lại, vô cùng có khả năng là có cường giả đánh nhau, sức mạnh của họ đã vô tình khuếch tán đến nơi đây rồi rơi xuống đất nước này. Diệp Quân đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một người đang chậm rãi bước đến, khi thấy rõ đối phương là ai, hắn choáng váng, là cô. Người đến không phải ai khác, chính là cô gái đuổi thi lúc. Trước hẳn từng gặp một lần, cô gái này mặc một chiếc váy hoa, tóc thắt bím dài, trên tay đeo một cái lắc, nương theo bước chân của cô, chiếc lách trên tay lại kêu lên đinh đinh đang đang, nghe rất thích tai. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, là cô à? Cô gái cười nói, bái kiến quân đế. Diệp Quân cũng mỉm cười, cô đến vì đế nguyên sao? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhìn cô, cười mà không nói gì. Cô gái nói hỏi, quân đế còn không? Diệp Quân gật đầu, còn. Cô gái chớp mắt, ta có thể mượn một luồng không? Diệp Quân cười đáp, e là không được rồi. Cô gái khế thở dài, ta nguyện đi theo quân đế. Diệp Quân nói, ta phải nói cho cô biết trước, kẻ địch của A là nền văn minh Toại Minh, thậm chí là cựu thổ, cô có biết hai nơi này không? Cô gái gật đầu, biết. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô biết à? Cô gái cười nói, sư phụ của ta đến từ cựu thổ, nhưng bà ấy chỉ đi ngang qua nơi đây, bởi vì thấy thiên phú của ta dị bẩm nên mới truyền thừa lại cho ta một cơ duyên. Đến từ cựu thổ. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi lại. Cô gái gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa. Diệp Quân cũng không hỏi lại, hẳn nhìn chăm chăm vào. Cô gái, vậy cô vẫn đồng ý đi theo ta? Cô gái gật đầu, Diệp Quân đưa tay phải ra. Cô gái nhíu mày lại. Tất nhiên cô hiểu ý của vị quân đế này, hẳn đang muốn cô giao ra một sợi thần phách. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Sở dĩ hẳn đối xử với cô gái này khác với người đàn ông kỳ sĩ là vì người đàn ông nọ là một người trung nghĩa, hơn nữa gã còn chủ động tình nguyện giao ra một sợi thần phách của bản thân. Người như thế sẽ không dễ gì phản bội, nhưng người phụ nữ trước mắt này lại chỉ mới nói miệng, chứ chưa từng có hành động gì khác. Đây rõ là đang chơi trò tính toán với hẳn. Cô gái cười hỏi, có thể không giao ra không? Diệp Quân gật đầu, có thể chứ? Nói rồi hắn thu tay lại. Cô gái liếc Diệp Quân một cái, cuối cùng vẫn búng tay, một sợi thần hồn bay đến trước mặt Diệp Quân. Tuy có chút không cam lòng nhưng cô ta không còn cách nào khác, bây giờ vị quân đế trước mắt này có đế nguyên, cô. Ta muốn trở thành đại đế thì chỉ có thể dựa vào quân đế này. Nhưng lúc này, Diệp Quân lại búng tay lại, sợi thần hồn lại trở về trước mặt cô ta. Cô gái không hiểu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, không phải ta đã nói rồi sao? Có thể không giao ra, cô đừng nghĩ nhiều, ta vẫn sẽ cho cô đế nguyên. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân nói, coi như ta đánh cược vào nhân phẩm của cô đi, được không? Cô gái nhoẻn miệng cười, quân đế, người tốt thật. Nói cô gái vội vàng cất thần phách của mình đi. Diệp Quân chỉ cười rồi bảo, hai người giới thiệu với nhau một chút đi. Người đàn ông kỳ sĩ đứng dậy thi lễ với Diệp Quân. Sau đó nói, chủ của ta năm đó đã ban cho ta cái tên hạnh phạt. Diệp Quân nhìn về phía cô gái cười nói, ta tên Hy Nương. Diệp Quân gật đầu, sau đó đưa hai người cùng cỗ quan tài vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, Diệp Quân xòe tay, hai luồng đế nguyên nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người, tu vi của hai người đã đủ, muốn đạt đến đại đế không phải chuyện gì khó, các người cứ ở đây tu luyện, ta còn phải đi tìm một người nữa. Hy Nương nói, tìm ông lão rèn sao kia đúng không? Diệp Quân nhìn cô ta, cô biết ông ấy à? Hy Nương gật đầu, lúc trước từng gặp qua một lần, ta cảm thấy ngươi đến tìm lão cũng không theo ngươi đâu.
Diệp Quân không rõ, vì sao? Hy Nương đáp, bản thân ông ta đã đến từ cựu thổ, ông A đến đây là vì muốn đợi người. Diệp Quân nhíu mày. Hy Nương lại nói, nhưng ngươi có thể đi thử xem, biết đâu lại thuyết phục được ông ta. Diệp Quân gật đầu, cô tu luyện trước đi đã. Nói xong, hắn xoay người biến mất. Sau khi Diệp Quân rời đi, Hy Nương đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sáng lấp lánh, sau đó lại nhìn sang Hạnh Phạt cách đó không xa, dùng huyền khí truyền âm, nếu trở thành đại đế rồi, ngươi còn bằng lòng thân phục hắn không? Hạnh Phạt đưa mắt nhìn Hy Nương, ngươi có nghĩ đến tại sao hắn dám để ngươi trở thành đại đế không? Hạnh Phạt đưa mắt nhìn Hy Nương, ngươi có nghĩ đến tại sao hắn dám để ngươi trở thành đại đế không? Nói rồi, gã ta xoay người rời đi, nhưng vừa bước được hai bước thì đã dừng lại, sau đó nói, ngươi nên hiểu chuyện này, ngươi nói như vậy chắc là muốn xui khiến ta làm chim đầu đàn đi thăm dò thực lực của hắn trước. Hy Nương híp hai mắt lại. Hạnh Phạt quay đầu liếc nhìn cô ta, đừng có giở trò đa đoan, ta không ngốc, quân đế lại càng không ngốc, ngươi cũng nên suy nghĩ thêm vì sao hắn không thèm thần phách của cô. Hy Nương cười nói, vậy ngươi nói xem tại sao hắn không cần thần phách của ta. Hạnh Phạt nói, hắn muốn bàn ơn cho ngươi, trước tiên ngươi, nếu ngươi không quý trọng thiện ý này của hắn thì tiếp theo sẽ phải nhận ác ý của hắn. Nói rồi, gã ta ngẩng đầu nhìn về phương xa, khẽ nói, tiên thiện hậu ác, hẳn là vô tâm cơ rồi. Ngươi đừng dở mấy trò khôn vặt trước mặt hắn, cho dù là tính toán hay thực lực, tất cả hắn đều sâu không lường được. Hơn nữa từ đầu đến cuối hẳn chưa từng xem chúng ta là kẻ địch hay đối thủ. Ngươi đoán xem tại sao hắn không cần thần phách của chúng ta. Nói xong, gã ta biến mất, Hy Nương đứng tại chỗ với vẻ mặt khó coi. Tại sao không cần thần phách của bọn họ? Rất đơn giản, vì hắn căn bản không sợ khi họ thành đế. Hy Nương im lặng một lát, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quân đi đến một vùng tinh không, gặp được ông lão rèn sao. Ông lão đứng lại. Xoay người nhìn Diệp Quân, khuôn mặt hiền từ chào hỏi, chào quân đế. Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt ông lão chỉ mặc một chiếc áo bào thô đơn giản, trông vô cùng mộc mạc. Trong lòng hắn có hơi chấn động, vì hắn phát hiện mình không thể nhìn ra được ông lão sâu cạn như thế nào. Ông lão nhìn Diệp Quân, quân đế thật khiến lão hủ phải khiếp sợ. Diệp Quân cười nói, tại sao? Ông lão mỉm cười, lần đầu gặp gỡ, quân đế chỉ mới thành lập trật tự. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà quân đế đã ngộ ra được đạo âm dương thiện ác, thành lập lại đạo thống, quả là ghê gớm. Thành lập đạo thống. Mí mắt Diệp Quân giật lên, hắn nở nụ cười, sau đó nói, tiền bối lợi hại như vậy, ta nghe nói tiền bối đến từ cựu thổ. Ông lão gật gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân lại nói, tần bối có thể kể cho ta nghe một chút về cựu thổ không? Ông lão lại lắc đầu, bây giờ không có gì để kể cả. Nếu quân đế có thể vượt qua đại nạn lần này, lúc đó chúng ta lại tâm sự sau. Diệp Quân gật gật đầu, đã hiểu. Lúc trước có một cô gái váy đỏ đã tới vũ trụ này, tiền bối có biết thân phận của người đó không? Ông lão gật đầu, biết. Diệp Quân nhìn ông lão chỉ cười nói, rất xin lỗi, a không thể nói cho ngươi biết thân phận của nàng ấy. Sau khi người đó rời khỏi đây, phong ấn áp chế của chủ nhân đã không còn, thực lực cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Nếu ta đọc tên họ ra tất sẽ dính phải nhân quả. Kính xin quân đế thứ lỗi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, chủ nhân mà tiền bối nói đến là cô nương Bi Tâm Từ. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi, ta nghe nói nàng ấy từng là quan chấp hành đứng đầu cựu thổ. Ông lão mỉm cười nói, đúng thế. Ông đang ở đây chờ nàng ấy à? Đúng, lúc trước nàng đã nói sẽ trở lại, nên ta vẫn luôn ở đây đợi người. Nếu nàng không trở về nữa thì sao? Không sao cả. Sao ông không tự đi tìm nàng ấy? Chủ nhân bảo ta ở đây chờ, chứ không phải bảo ta đi tìm. Diệp Quân trầm giọng nói, ông có thể chủ động đi tìm nàng. Ông lão lại lắc đầu, không được. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Ông lão đáp, bởi vì chủ nhân bảo ta ở đây chờ, chứ không bảo ta đi tìm. Diệp Quân nhìn ông lão trước mắt, khẽ thở dài trong lòng. Không nói gì thêm nữa mà xoay người rời đi. Ông lão đột nhiên nói, quân đế, cẩn thận ung chủ, người này phụ trách trưởng quản 360 tinh hệ, cũng là một trong 9 đại tinh chủ của cựu thổ, ông ta là nhân vật lờn hàng thật giá thật, không phải hạng tầm thường. Gật gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Nói rồi,
hắn biến mất ở nơi sâu xa trong tinh hà. Thấy Diệp Quân rời đi, ông lão nhẹ giọng nói, đúng là một người không đơn giản. Thư viện Quan Huyên. Ủng chủ dẫn theo ông lão áo đen đi dạo trong thư viện một lúc lâu, cuối cùng cả hai đến trước pho tượng Diệp Quân. Ủng chủ nhìn pho tượng Diệp Quân, cười nói, vị quân đế này trông vẫn còn rất trẻ tuổi. Ông lão áo đen trầm giọng nói, chỉ cần ung chủ hạ lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức dẹp yên toàn bộ thư viện Quan Huyên. Ủng chủ chỉ lắc đầu, loại trấn áp bằng vũ lực thế này không hay, hơn nữa người này chắc chắn không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Ông lão áo đen không nói gì nữa. Ủng chủ liếc mắt nhìn pho tượng Diệp Quân, cười nói, đi thôi. Nói xong, ông ta dẫn ông lão áo đen xoay người rời đi. Mà lúc này, ở cách đó không xa có một giọng nói hưng phấn truyền đến, cha, mẹ, con vào được thư viện Quan Huyên rồi. Con vào được thư viện Quan Huyên rồi. Ủng chủ quay đầu lại nhìn, ở cửa học viện cách đó không xa có một thiếu niên đang hưng phấn reo lên với hai người già. Thiếu niên này chính là Cố Trần. Cố Trần kích động không thôi, cha, mẹ, dù bây giờ con chỉ là đệ tử tạp dịch của thư viện Quan Huyên, thế nhưng trong thư có quy định đệ tử tạp dịch cũng có thể nghe giảng. Học tập, sau này chỉ cần vượt qua được bài kiểm tra là có thể chuyển lên làm đệ tử chính thức, trở thành học sinh ngoại viện chân chính. Cha mẹ Cố Trần nghe vậy cũng phấn khích không thôi, ông lão áo đen ở bên cạnh ung chủ cau mày lại, chỉ là một đệ tử tạp dịch thôi mà đã vui vẻ đến vậy, đúng là nực cười. Ung chủ nhíu mi, Diêm lão, đừng coi khinh người khác. Ông lão áo đen yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. Ung chủ liếc mắt nhìn Cố Trần ở phía xa. Sau đó nói, cậu A vui như vậy là bởi vì đã tìm ra được một lối thoát, đó cũng là chỗ đáng sợ của Quan Huyên Pháp, nếu cho vị quân đế kia đủ thời gian, có lẽ hẳn cũng có thể giết ra được một con đường máu. Nói rồi, ông ta nhìn ông lão áo đen, ta biết ngươi không phục, không lọt mắt nổi người ở vị diện này, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi cũng phải hiểu được một điều, năm đó nền văn minh toại minh chúng ta đến cựu thổ, vì sao có thể đứng vững được ở đó? Cũng là bởi vì bọn họ nhìn chúng ta không lọt mắt, xem thường chúng ta yếu đuối, cuối cùng cho chúng ta cơ hội để tạo nên kỳ tích lịch sử. Nền văn minh toại minh chúng ta sao có thể dẫm lên vết xe đổ của kẻ địch. Ông lão áo đen hơi cúi người, thuộc hạ đã hiểu. Ông chủ liếc mắt nhìn Cố Trần ở phía xa, cười nói, tâm vững như đá, thấu được đại đạo, cũng có chút thú vị, để ý đến người này đi, xong việc rồi có thể dẫn cậu ta về cựu thổ. Nói xong. Ông ta dẫn ông lão áo đen đi ra ngoài. Cố Trần rời khỏi thư viện Quan Huyên, chạy thẳng tới thương hội Tiên Các, gã cần phải mua ít đồ dùng hàng ngày, vì sau khi vào thư viện, không có chuyện gì đặc biệt là không được tùy tiện ra ngoài. Suốt dọc được đi, gã vui mừng khôn tả, đệ tử tạp dịch. Dù chỉ là đệ tử tạp dịch nhưng đối với gã mà nói đó đã là chuyện vô cùng thỏa mãn, vì trong thư viện, đệ tử tạp dịch cũng có thể học tập. Thật ra, sức cạnh tranh của đệ tử tạp dịch trong thư viện Quan Huyên vô cùng lớn. Những đệ tử tạp dịch này ra ngoài cũng được coi là thiên tài. Chỉ trong chốc lát, gã đã tới thương hội Tiên Các, sau khi vào trong, ánh mắt gã vô thức hướng về quầy bán trứng đang xa. Hôm nay, trước quầy bán trứng sôi nổi lạ thường, vì mua 5 quả trứng sẽ được tặng 1 quả. Không giống trước đây, hôm nay quầy bán trứng đã công khai rõ ràng tỷ lệ các loại yêu thú, không chỉ như vậy. Bây giờ còn có sự đảm bảo, tức là sau khi mua một số lượng trứng nhất định có thể mua được một quả trứng yêu thú tốt hơn. Đơn giản mà nói, họ không hề gài bẫy như trước nữa. Nếu lấy lại được tiền thì tốt rồi. Cố Trần lắc đầu cười một tiếng, thu lại ánh mắt, gã đi tới một trong số các quầy mua một số lượng lớn đồ dùng hàng ngày. Ngay lúc gã định rời đi, gã đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, cách đó không có có một thiếu niên ngồi dưới đất, chắp hai tay, đính lễ quỳ lại. Vẻ mặt vô cùng thành kính, đại đế phù hộ ta muốn có trứng rồng, ta muốn có trứng rồng. Nói xong, y dè dặt gỡ bỏ phong ấn, một tờ giấy lộ ra, trên đó viết 4 chữ to cảm ơn đã tham gia. Vẻ mặt thiếu niên lập tức trắng bệch. Một lát sau, thiếu niên đứng dậy, sau đó móc ra một cái túi nhỏ chạy thẳng tới quầy bán trứng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, gỡ, ta nhất định có thể gỡ. Nhìn thiếu niên đi về phía quầy. Ánh mắt Cố Trần bỗng trở nên phức tạp, cảm giác thật sự rất quen thuộc. Gã lắc đầu một cái, xoay người rời đi, nhưng gã lại khựng lại, nhìn ra được thiếu niên này vẫn chưa lún quá sâu, vẫn có thể cứu được, chậm chút nữa e là sẽ rất khó. Nghĩ tới đây, gã xoay người đi vòng ra sau lưng thiếu niên, kéo thiếu niên lại.
Thiếu niên quay đầu nhìn, cau mày, làm gì vậy? Cố Trần nghiêm túc nói, huynh đài này, thứ cho ta nói. Thẳng, đánh cược vào chứng thật sự rất là vô ích, không phải là chính đạo, huynh cần phải nhìn vào thực tế. Thiếu niên bực mình, lập tức cả ngang Cố Trần, quan gì tới ngươi? Nói xong, y định gạt tay Cố Trần ra, nhưng phát hiện sức của Cố Trần khá mạnh, hoàn toàn không giấy ra được. Thiếu niên tức giận nói, có phải ngươi ngứa đòn rồi không? Ngươi! Cố Trần đột nhiên chỉ tấm bảng gỗ trước ngực mình, ta ở Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên! Thiếu niên nhất thời khựng lại. Ngay lập tức, vẻ mặt của y chuyển từ giận sang hòa, thì ra huynh đài là người của Thư viện Quan Huyên, vừa rồi đắc tội rồi, xin hãy tha lỗi. Cố Trần cười nói, hôm nay huynh mua mấy quả rồi? Thiếu niên cười khổ nói, đã mua 9 quả, không có gì cả. Cố Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, huynh mua trứng như vậy thật sự không có hy vọng gì đâu, phải đổi cách khác, bảo đảm phải là trứng rồng, chỉ là mất thời gian hơn một chút. Thiếu niên vội vàng hỏi, cách gì? Cố Trần nói, một quả trứng rồng có tỷ lệ là 1/30.000, mỗi ngày huynh mua một viên, một năm có 360 viên, 10 năm là 3.600 viên, mua được 100 năm là có thể mở ra được trứng rồng. Thiếu niên trợn tròn mắt, huynh đài, chắc không phải định làm như vậy đó chứ? Cố Trần cười nói, huynh nghĩ mà xem, với tỷ lệ này, huynh cảm thấy huynh sẽ là người may mắn sao? Thiếu niên im lặng. Cố Trần lại nói, huynh đài có gia nhập Thư viện Quan Huyên không? Thiếu niên thấp giọng thở dài, không, thư viên nhận người rất nghiêm khắc, ta vừa không có đầu óc vừa không có thực lực, thư viện sao có thể nhận ta được chứ? Cố Trần lại nói, tại sao không thử xem? Ví dụ như, bắt đầu từ đệ tử tạp dịch. Thiếu niên nhìn Cố Trần, ta có hy vọng sao? Cố Trần gật đầu, có thể cố gắng thử một chút, lỡ như gia nhập được Thư viện Quan Huyên. Vậy không phải còn vui hơn nhận được trứng rồng sao? Thiếu niên nhất thời vui vẻ, hình như đúng thật. Cố Trần cười nói, đi thôi, ta dẫn huynh tới gặp quản sự của chúng ta chỉ phụ trách giới thiệu cho huynh thôi, còn huynh có thể đạt tiêu chuẩn hay không thì phải xem huynh thế nào rồi. Nói xong, gã kéo thiếu niên ra ngoài. Thiếu niên cảm động không thôi, vội vàng nói, huynh đài, huynh tốt bụng quá. Ta không biết nên báo đáp huynh thế nào. Cố Trần cười nói, lấy tiền mua trứng của huynh mời ta một ly có được không? Thiếu niên cười ha ha một tiếng, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Cố Trần cũng cười. Thiếu niên đột nhiên nói, huynh đài, trước đây huynh cũng từng cược trứng sao? Cố Trần vội vàng lắc đầu, không không, ta trước giờ chưa từng đánh cược. Thiếu niên gật đầu, nhìn cái là biết. Cố Trần. Sau khi ung chủ dẫn lão già áo đen rời đi, người bày sạp hai bên đường ngày càng nhiều. Vì Thư viện Quan Huyên đã giảm miễn tất cả phí của các gian hàng, không chỉ vậy, đối với những sạp nhỏ còn có một khoản bồi thường nhất định, cũng chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều người chịu ra ngoài làm ăn. Không chỉ như vậy, càng ngày càng có nhiều thương nhân tràn vào thành đệ nhất, muốn làm ăn ở đây. Thành đệ nhất bây giờ chưa bao giờ sầm uất như lúc này. Ông chủ đi trên đường, ông ta nhìn xung quanh, nở một nụ cười nhạt, không biết đang nghĩ cái gì. Bên cạnh ông ta, lão già áo đen không dám ăn nói bậy bạ nữa, cố gắng giữ yên lặng. Một lát sau, ung chủ đột nhiên ngừng lại trước một quán rượu, ông ta xoay người đi vào bên trong, sau đó đi thẳng tới một vị trí bên cửa sổ và ngồi xuống. Trước mặt ông ta có một thiếu niên mặc áo trắng đang ngồi, cười nói, quân đế, để người đợi lâu rồi. Quân đế! Nghe ung chủ nói vậy, ánh mắt sắc lẹm của lão già áo đen liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn ung chủ trước mặt, xưng hô thế nào đây? Ung chủ cười nói, bọn họ đều gọi ta là ung chủ. Diệp Quân gật đầu, ung chủ có thể xuất chiêu rồi. Ha hai! Ung chủ cười lên, ta rất thích kiểu người vừa đơn giản vừa trực tiếp như ngươi, đã thế thì chúng ta đổi chỗ nhé. Diệp Quân, được. Ung chủ phất tay áo. Trong chốc lát, ba người đã tới bầu trời Thư viện Quan Huyên. Ung chủ mỉm cười nói, quân đế! Nếu dùng võ lực, người của ta nhiều hơn, người của ngươi ít hơn, chuyện này không công bằng lắm, thế nên hôm nay ta muốn đổi cách khác. Nói xong, ông ta nhìn xuống phía dưới Thư viện Quan Huyên, trước đây, những người này đều ủng hộ quân đế, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ủng hộ, ta muốn cho bọn họ lựa chọn lại một lần nữa. Nói xong, tay phải của ông ta nhẹ nhàng vung lên, thời không phía sau bọn họ đột nhiên vỡ tan ra, tiếp đó,
300 tên thủ vệ đồng đen lần lượt xuất hiện trong sân, mấy trăm luồng khí tức lập tức chèn ép toàn bộ đất trời. Giờ phút này, toàn bộ thập hoang đều kinh hãi. Rất nhanh, tất cả gia tộc đại đế và cường giả tiên tông ủng hộ Diệp Quân đồng loạt đi tới sân, bao gồm cả những cường giả cấm địa cổ hoang kia cũng rối rít ra khỏi tiểu tháp của Diệp Quân, mà khi bọn họ thấy đám người ung chủ, vẻ mặt đều trở nên căng thẳng lạ thường. Đối diện, Mục Khoản nhìn Diệp Quân, hai tay chậm rãi siết chặt lại, vẻ mặt cô ta nhợt nhạt, dù đã sớm biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ nó sẽ tới nhanh như vậy. Ung chủ nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, cười nói, quân đế, có thể để cho bọn họ lựa chọn lại một lần nữa không? Diệp Quân gật đầu, được. Ung chủ cười ha ha, phất tay áo, trong chốc lát, hơn 10.000 luồng đế nguyên đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ông ta, nó lơ lửng như cầu vồng, vô cùng rực rỡ. Luồng đế nguyên cực phẩm. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người trong sân đều nóng lên. Diệp Quân bình tĩnh. Ung chủ cười nói, các vị, ta tới từ cựu thổ, hôm nay tới đây là để ban ơn, phàm là người tình nguyện quy thuận ta, cảnh giới lại đạt tới cấp chân thánh, tất cả đều có thể nhận được một luồng đế nguyên. Rào rào. Trong sân đột nhiên xôn xao. Lập tức đạt được một luồng đế nguyên. Quy thuận là có thể nhận. Tốt như vậy sao? Có vài người nghi ngờ. Ung chủ cười nói, người đứng ở bên trái đây có thể tự động nhận được một luồng đế nguyên, tuyệt đối không nuốt lời. Lời vừa dứt, một cường giả cảnh giới chuẩn đế lập tức xuất hiện ở bên trái, ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía ung chủ. Ung chủ cười nhẹ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một luồng đế nguyên bay thẳng tới trước mặt tên cường giả cảnh giới chuẩn đế kia. Thấy cảnh này, trong lòng những cường giả đối diện lập tức kiên quyết, không chút do dự mà xuất hiện ở bên trái. Hầu hết tất cả mọi người ở cấm địa cổ hoang đều đi sang bên trái. Thấy cảnh này, lão già áo đen sau lưng ung chủ đột nhiên cười cợt, bây giờ cuối cùng ông ta cũng hiểu ý đồ của ung chủ. Đây là muốn làm tan rã lực lượng của vị quân đế này. Giết người còn phải diệt cả tim. Lão già áo đen nhìn ung chủ, trong lòng vô cùng kính nể, ông ta biết, sở dĩ vị ung chủ này làm vậy hoàn toàn là để cẩn thận, dù vị quân đế trước mắt đây không có tu vi. Chỉ có một thanh kiếm đại đế, nhưng ung chủ vẫn quyết định dùng biện pháp an toàn nhất để đối phó. Quả thật vậy, nếu tất cả mọi người ở đây đều một lòng, toàn bộ tín ngưỡng của quân đế cũng có thể có biến cố, dù sao thì sau khi bọn họ tới đây, cảnh giới của bọn họ đều bị phong ấn bi tâm từ chân áp. Giờ phút này, những lực lượng trung kiên đồng loạt trở mặt, sức mạnh tín ngưỡng của quân đế sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, chiến lực cũng giảm đi rất nhiều, đương nhiên cũng không tạo ra được uy hiếp với bọn họ. Không chỉ như vậy, bây giờ những người này còn đứng về phía bọn họ. Một công đôi việc. Cách đó không xa, vài người đại đế tộc và đại tiên tông vẫn không hề nhúc nhích. Bọn họ đương nhiên vẫn rất do dự, dù sao họ cũng vừa mới thần phục Diệp Quân, mà bây giờ. Quân đế. Ngay tại lúc này, một lão già đột nhiên bước ra, chính là thần ung của thần tông, ông ta nhìn Diệp Quân, xin lỗi. Nói xong. Ông ta lập tức dẫn theo tất cả cường giả thần tông sau lưng đi sang bên trái. Khi thần tông ra đi, tông chủ đế tông là Trần Việt cũng dẫn tất cả cường giả sau lưng sang trái. Người thứ ba là Nguyên tộc, Nguyên Trấn dẫn tất cả cường giả Nguyên tộc theo sau. Bây giờ cũng chỉ còn lại tộc đệ nhất, Đạo Tông, nhà họ Mục và đế tộc. Tông chủ Đạo Tông siết chặt hai tay, vẻ mặt u ám, sau lưng, tất cả các cường giả Đạo Tông đều nhìn ông ta, ánh mắt như thiêu đốt. Khẩn cầu, thậm chí là lạnh lùng. Đương nhiên là bọn họ muốn sang bên trái. Đi theo Diệp Quân chỉ có tộc trưởng mới có đế nguyên, đi theo nền văn minh toại minh thì bọn họ đều có được, cái này còn cần phải chọn sao? Đạo Chí đương nhiên cũng hiểu rõ điều này, nhưng ông ta cảm thấy không đúng lắm. Đạo Chí nhìn Diệp Quân đằng xa, sâu trong nội tâm ông ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ tâm trí ông ta rối như tơ vò, cũng không nghĩ ra được đầu mối nào. Bên cạnh ông ta, cháu trai Đạo Trần nhắc nhở, ông nội, phải quyết định thôi. Giờ phút này, y cũng nghiêng về bên trái, vì bên Diệp Quân không có bất kỳ phần thắng nào, hơn nữa, sang bên trái còn có được đế nguyên, tại sao lại không sang bên trái chứ? Đạo Chí hít một hơi thật sâu, ông ta không do dự nữa, chậm rãi bước ra, sau đó hành lễ với Diệp Quân rồi dẫn đám cường giả Đạo Tông sang bên trái. Ông ta không có quyền lựa chọn. Lúc này, nếu ông ta chọn Diệp Quân, đương nhiên sẽ bị mọi người xa lánh. Đám người Đạo Tông sau lưng, ánh mắt như nóng rực như lửa đốt vậy,
nếu ông ta mà chọn Diệp Quân, những người đó sẽ đốt chết vị tông chủ này mất. Đương nhiên, sâu trong nội tâm ông ta cũng muốn sang bên trái. Có lựa chọn tốt hơn thì tội gì mà không chọn chứ? Vị quân đế này đương nhiên là có thế lực, nhưng nhìn trước mắt, đương nhiên không thể nào sánh ngang với nền văn minh Toại Minh được. Ngay tại lúc này, một lão già bước ra. Người này chính là Đệ Nhất Phong, đại trưởng lão đầu tiên của tộc Đệ Nhất, sau khi Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ra đi, tộc Đệ Nhất do ông ta phụ trách. Đệ Nhất Phong nhìn Diệp Quân ở đằng xa, cũng không nói gì, lập tức dẫn đám cường giả sau lưng đi sang trái. Chuyện này còn cần nghĩ sao? Suy nghĩ nhiều hơn một giây đều thể hiện sự không tôn trọng đối với đế nguyên. Đại trưởng lão, ngay tại lúc này, Đệ Nhất U đột nhiên đứng dậy, cô ta run giọng nói, ông đã quên rằng lúc tỷ tỷ đi đã nói gì với ông rồi sao? Đệ Nhất Phong nhìn cô ta, không có nền văn minh Toại Minh, tộc đệ nhất của ta đương nhiên sẽ trung thành với hắn, nhưng bây giờ, có lựa chọn tốt hơn rồi, tộc đệ nhất ta tại sao lại không chọn điều tốt hơn chứ? Đệ Nhất U nhìn chằm chằm Đệ Nhất Phong, nếu tỷ tỷ ở đây nhất định sẽ không lựa chọn như vậy. Đệ Nhất Phong thản nhiên nói, đó là cô ta thân là đại trưởng lão của tộc đệ nhất, làm sao có thể làm việc theo cảm tình được chứ? Nói xong, ông ta lập tức dẫn mọi người sang trái. Vẻ mặt Đệ Nhất U tái nhợt. Nhưng cô ta cũng không biết phải làm sao, cô ta không làm được gì cả, vì giờ phút này, tất cả mọi người ở tộc đệ nhất đều muốn đi sang bên trái, đừng nói tới cô ta. Dù cho tỷ tỷ cô A ở đây cũng không chắc có thể chèn ép được. Thấy cảnh này, cách đó không xa, ung chủ cười một tiếng, sau đó nhìn Diệp Quân bên cạnh, thấy vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, cười nói chuyện xảy ra đột ngột mà không bất ngờ, không hổ là người mạnh nhất ở đây. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, có hai gia tộc vẫn không hề nhúc nhích. Mục tộc và đế tộc. Giờ phút này, vẻ mặt Mục Khoản đã tái nhợt như tờ giấy. Vì cô ta hoàn toàn không thể ngăn cản lựa chọn của người nhà. Trước đây, có Diệp Quân nên người nhà họ Mục không thể không phục cô ta, nhưng bây giờ đã xuất hiện cường giả mạnh hơn Diệp Quân, bọn họ chắc chắn sẽ không phục cô ta nữa. Hơn nữa tại sao lại phải chọn Diệp Quân chứ? Cô ta không ngừng hỏi lại lòng mình. Cục diện ngày hôm nay, tại sao lại phải chọn Diệp Quân chứ? Suy nghĩ cả nửa ngày, cô ta không nghĩ ra được lý do nào cả, hơn nữa. Nếu chọn Diệp Quân thì cũng đồng nghĩa với việc phải chết cùng Diệp Quân. Tại sao phải chết cùng hắn chứ? Cô ta không tìm được lý do thuyết phục mình. Đi thôi. Ngay tại lúc này, Mục Khoản đột nhiên lên tiếng. Cô ta dẫn đám cường giả sau lưng đi sang trái, không dám nhìn Diệp Quân. Mà bây giờ, chỉ còn lại một mình đế tộc. Đế Lăng dẫn đầu siết chặt hai tay, cơ thể run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt. Đang sau lưng. Đám cường giả đế tộc cũng đang nhìn ông ta, bọn họ đều đang dùng thần thức để trao đổi, giờ phút này nội bộ đế tộc cũng đã xuất hiện sự bất đồng khá lớn. Lựa chọn nền văn minh Toại Minh, chúng ta cũng có thể nhận được đế nguyên, tại sao lại không chọn nền văn minh Toại Minh chứ? Nền văn minh Toại Minh không tốt bụng thế đâu, bọn họ làm như vậy chính là để nhắm vào quân đế. Vậy thì tại sao, chúng ta bây giờ chỉ cần đứng ở bên phía họ là đã có thể nhận được đế nguyên rồi? Nếu không đứng ở đó, đế tộc của chúng ta có thể sống qua được hôm nay sao? Quân đế có ơn với đế tộc ta. Chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm với bản thân mình, mà còn phải chịu trách nhiệm với tỷ tỷ con dân đế tộc, vì cái gọi là ơn mà phải bỏ mặc tất cả mọi người sao? Cuộc tranh luận ngày càng kịch liệt. Cách đó không xa, ung chủ nhìn đám người đế lăng, mỉm cười, ông ta cũng không vội, cứ lặng lặng nhìn. Ngay tại lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở miệng, đế lăng tộc trưởng, qua đó đi. Đế lăng chậm rãi trợn mắt nhìn Diệp Quân, run giọng nói, quân đế. Diệp Quân cười nói, đế tộc có thể duy trì tới bây giờ đã rất hiếm thấy. Qua đó đi. Vẻ mặt đế lăng phức tạp, công bằng mà nói, ông ta vẫn muốn đi theo Diệp Quân, vì ông ta biết, nền văn minh Toại Minh sẽ không coi trọng bọn họ, nếu thật sự coi trọng thì cũng không bỏ mặc thập hoang nhiều năm như vậy. Bây giờ sở dĩ bọn họ làm vậy hoàn toàn là vì muốn nhắm vào Diệp Quân. Mà Diệp Quân rất coi trọng đế tộc. Nhưng mà thế cục bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Vì gần như 99% người đế tộc đều lựa chọn nền văn minh Toại Minh. Hơn nữa, ngay cả ông ta cũng không nghĩ rằng Diệp Quân có thể thay đổi thế cục ngày hôm nay. Nhưng giờ phút này, nghe thấy Diệp Quân nói vậy, trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa áy náy. Vừa thả lỏng.
Đế Lăng dẫn toàn bộ người đế tộc hành lễ với Diệp Quân, sau đó dẫn mọi người cùng nhau bước sang trái. Tới đây, tất cả thế lực trước đây đi theo Diệp Quân đều phản bội. Cô độc một mình. Bên cạnh, Ung chủ nhìn Diệp Quân đứng cách đó không xa, cười nói, quân đế, trật tự mà ngươi thiết lập hình như không ổn lắm thì phải. Ông ta giết người phải diệt được cả ta mồ ta ủng hộ viện trưởng. Ngay tại lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong san. Mọi người ngẩn ra, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, khi thấy người nói, mọi người đều sửng sốt. Người nói chính là một đệ tử tạp dịch của Thư viện Quan Huyên. Cố Trần. Trong mắt tất cả mọi người, cô Trần bước ra, bị nhiều cường giả cao cấp nhìn chằm chằm như vậy, đương nhiên gã sẽ cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại dũng khí, hít một hơi thật sâu, lại nói, ta ủng hộ viện trưởng. Lần này, giọng của gã rất to, toàn bộ Thư viện Quan Huyên đều nghe rõ ràng. Ánh mắt lão già áo đen lộ ra sát ý, nhưng Ung chủ bên cạnh ông ta lại vô cùng hứng thú, ông ta nhìn Cố Trần, cười nói, tại sao? Cố Trần nhìn Ung chủ, sau đó nhìn những học viên và vô số đệ tử tạp dịch của Thư viện Quan Huyên trong sân, mọi người đều thấy được, sự thay đổi của thập hoang hôm nay, nên ta hỏi các người một câu, cuộc sống của các người có trở nên tốt hơn không? Bên trong Thư viện Quan Huyên, vô số học viên phổ thông và đệ tử tạp dịch đều siết chặt hai tay, bọn họ nhìn chằm chằm Cố Trần, đương nhiên là bọn họ rất cảm kích Diệp Quân, lúc Diệp Quân chưa sáng lập ra Thư viện, khi đó thập hoang bị các đại đế tộc và đại tiên tông nắm trong tay. Những người khác muốn tiến lên cũng khó như lên trời, nhất là một số nơi nhỏ bé muốn tu luyện cũng không có cách. Bây giờ, khi Thư viện Quan Huyên được thành lập, bọn họ có một được con đường để đi, hơn nữa còn có thể đi rất xa. Dù không gia nhập Thư viện Quan Huyên cũng có thể tu luyện Quan Huyên Pháp, điều quan trọng là Pháp này có lợi với bọn họ, nhất là trong Thư viện, Quan Huyên Pháp lớn hơn trời, bọn họ không cần sợ những cường giả cao cấp kia nói không thuận là lại giết người. Bọn họ thấy được hy vọng. Bọn họ cảm nhận được công bằng. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không dám nói. Hoặc là sợ hãi. Với trường hợp này, bất cứ người nào trên trời cũng có thể nghiền nát bọn họ. Giờ phút này Cố Trần đã hoàn toàn buông lỏng, chỉ là chết thôi mà, gã lại nói, chư vị, tục ngữ có câu những người giữ lương cho dân không được phép chết cóng trong gió tuyết, những người mở đường cho tự do không bị vướng vào gai nhọn, những người lập mạng sống cho dân không được phép chết trong im lặng. Hôm nay nếu chúng ta vì sợ hãi mà không dám nói ra, khiến cho viện trưởng đơn độc một mình, sau này, ai sẽ lại đứng ra bảo vệ những kẻ yếu đuối như chúng ta nữa chứ? Cả đất trời đều yên lặng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Cố Trần, nhóm cường giả cấm địa cổ hoang và các đại đế tộc, đại tiên tông thập hoang đều đang nhìn Cố Trần, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Còn phía dưới, bên trong thư viện, vô số học viên cấp thấp đã tràn đầy nhiệt huyết như núi lửa phun trào vậy. Cố Trần đột nhiên lớn giọng nói, chư vị, nền văn minh toại minh rõ ràng mạnh mẽ như mặt trời, viện trưởng lại giống như vầng trăng sáng, ánh sáng của mặt trăng không thể nào sánh với mặt trời nhưng ánh mặt trời có mạnh cũng không thể chiếu tới chúng ta, mặt trăng dù không bằng mặt trời nhưng lại vì chúng ta mà tỏa sáng. Nói xong, gã vung tay lên, gào thét, ủng hộ viện trưởng. Ủng hộ viện trưởng. Phía dưới, không biết có ai hò theo, một lát sau, vô số âm thanh vang lên như sóng. Ủng hộ viện trưởng. Trong đất trời, từng âm thanh không ngừng vang lên đến tận trời xanh. Phía chân trời, trên người Diệp Quân đột nhiên xuất hiện vô số sức mạnh tín ngưỡng màu vàng nhạt. Thấy cảnh này, sắc mặt của đám cường giả đỉnh cao đều có phần khó coi. Bên cạnh Ung chủ, ông lão áo đen nhìn xuống đám người ở bên dưới, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, một lũ kiến hôi. Nụ cười trên mặt Ung chủ đã biến mất, ông ta quay đầu nhìn Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân lại bật cười. Ung chủ nhìn Diệp Quân, tại sao quân đế lại cười? Diệp Quân nhìn những người bình thường đang ủng hộ mình ở phía dưới, cười đáp, ta nhớ tới một câu mà cô từng nói với ta, đó là ta đối xử tốt với chúng sinh cũng sẽ đối xử tốt với ta. Ung chủ liếc nhìn đám người Cố Trần ở phía dưới, sau đó cười nói, chẳng lẽ quân đế cảm thấy bọn họ có thể vì ngươi mà thay đổi được cục diện trận chiến sao? Diệp Quân bỗng nhiên đáp, Ung chủ, có phải các ông tới đây đã bị trấn áp cảnh giới rồi đúng không? Ung chủ khẽ nheo mắt lại, trong lòng hơi bất an. Mà chính vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ trong người Diệp Quân chém ra ngoài. Kiếm Thanh Huyên. Trong nháy mắt, một luồng kiếm thế ngút trời trấn áp Ung chủ ngay tại chỗ.
Đồng tử của ung chủ đột nhiên co lại, đạo thống của thanh kiếm này đã được thiết lập. Việc này làm sao có thể cơ chứ? Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, hai tay ông ta nắm chặt lại, một luồng khí thế đang sợ cuộn trào ra từ trong cơ thể ông A. Nhưng trong nháy mắt, luồng khí thế đó đã bị kiếm thế của kiếm thanh huyên nghiền nát. Ngay sau đó, kiếm thanh huyên đã đâm xuyên qua trán của ông ta. Ung chủ tức khắc bị trấn áp ngay tại chỗ, không thể di chuyển. Trời đất giống như bị đông cứng lại. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt này. Ánh mắt ung chủ cũng trợn tròn, không thể tin được. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào ung chủ đang ở gần trong gang tấc, phải nói rằng, ông rất cẩn thận, nhưng ông đã bỏ qua một điểm, đó chính là... Dứt lời, hắn nheo mắt lại, gằn từng chữ một, Diệp Quân ta cũng ở cảnh giới vô địch. Cùng cảnh giới vô địch. Từ chữ như sấm, khiến cho những người có mặt ở đây đều run rẩy. Không khí trong trời đất dường như bị cô đọng lại, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân và ung chủ ở cách đó không xa với ánh mắt khó tin. Sắc mặt của đám cường giả cấm địa cổ hoang và thập hoang tái nhợt như cương thi. Cảm xúc kinh ngạc, khiếp sợ, giống như thủy triều mà dâng lên từ trong đáy lòng của bọn họ. Tất cả mọi người đều không ngờ quân đế lại có thể giết ngược lại một cách áp đảo như vậy. Hơn nữa, chỉ một nhát kiếm. Người của nền văn minh Toại Minh sao lại yếu như vậy chứ? Hỗn xược. Chính vào lúc này, cách bên cạnh ung đế không xa, ông lão áo đen bỗng nhiên nổi giận. Ông ta tức giận chỉ vào Diệp Quân, người dám động đến ung chủ. Diệp Quân chỉ một ngón tay về phía ông ta, trong phút chốc, kiếm khí ngút trời trong nháy mắt đã áp chế ông lão áo đen, buộc ông ta phải quỳ xuống. Khuôn mặt ông lão áo đen lộ vẻ kinh hãi, mà một giây sau, sắc mặt ông ta bắt đầu trở lên dữ tợn, hai tay ông ta nắm chặt, đang định phản kháng lại. Nhưng chính vào lúc này, một luồng kiếm quang xẹt qua cổ họng của ông ta. Suốt. Đầu của ông lão áo đen lập tức bay ra ngoài, bị giết trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc đầu của ông lão áo đen bay ra ngoài, đôi mắt ông ta mở to giống như chuông đồng, ông ta không ngờ bản thân ở trước mặt con kiến hôi này, ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ung chủ đột nhiên mở miệng, ánh mắt ông ta vẫn rất bình tĩnh. Thân là người nắm giữ quyền lực lớn trong thời gian dài, nên ông ta có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Diệp Quân nhìn ung chủ khẽ cười nói, không ngờ thanh kiếm này của ngươi đã thiết lập được đạo thống. Tất nhiên, nếu chỉ có như vậy thì thanh kiếm này của ngươi vẫn không thể làm gì được ta. Thanh kiếm này có ngươi có phần đặc biệt, vậy mà lại có thể phá vỡ được đạo pháp của cựu thổ tả. Diệp Quân không nói gì, chỉ mở lòng bàn tay ra, nhẫn không gian của ung chủ bay tới tay của hắn, hắn nhìn lướt qua, sau đó thu lại. Tiếp theo đó... Hắn lại nhìn những chiến tướng đồng đen ở sau lưng ung chủ. Khí tức của đám chiến tướng đồng đen này cực kỳ cường đại, còn cường đại hơn gấp mấy lần đám chiến tướng đồng đen trong tiểu tháp của hắn. Thực sự là sự tồn tại đáng sợ vô địch dưới đại đế. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, ung chủ lập tức hiểu ra suy nghĩ và ý đồ của hắn, đám chiến tướng đồng đen này là do nền văn minh Toại Minh chúng ta dùng mật pháp để chế tạo ra. Cho dù ngươi có dẫn chúng đến cựu thổ, cũng không thể sử dụng được. Diệp Quân nhìn ung chủ, vậy theo ý của ông là? Ung chủ nhìn chằm chằm Diệp Quân, yên lặng một hồi lâu rồi đáp, ngươi sẽ không để ta sống. Nghĩ theo cách khác, hắn cũng sẽ không để cho mình sống. Kiếm tu ở trước mặt vẫn luôn tỏ ra yếu thế, mục đích là để cho người của cựu thổ tới đây bị mất cảnh giác. Cũng đúng, ai mà ngờ được rằng một thanh kiếm có thể mạnh tới mức độ này. Cho dù là ban đầu ông ta không coi thường Diệp Quân, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là. Ông ta đã quá coi thường Diệp Quân rồi. Kế hoạch của ông ta chính là làm tan rã sức mạnh của Diệp Quân từ gốc, khiến cho Diệp Quân trở thành kẻ cô độc, mà Diệp Quân lại cho ông ta một đòn bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng ung chủ không muốn bỏ cuộc như vậy. Nếu cứ như vậy mà chết ở đây, thì cho dù ung chủ có chết, cũng sẽ bị đám người ở cựu thổ cười nhạo suốt hàng trăm triệu năm. Ung chủ nhìn Diệp Quân, nếu như ta chết ở đây, thì có lẽ ngươi cũng hiểu điều đó nghĩa là gì. Diệp Quân gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như nước, một nhân vật lớn chết ở chỗ ta, nhất định sẽ khiến cho cựu thổ đặc biệt chú ý. Ung chủ nhìn Diệp Quân, bây giờ cái người thiếu nhất là thời gian, không phải sao? Diệp Quân cười nói, những việc này ông không cần phải nhắc nhở ta, việc bây giờ ông cần làm là cho ta một lý do để không giết ông. Ung chủ yên lặng, ông ta tất nhiên có cách khác,
nhưng sức mạnh của thanh kiếm trong cơ thể đó vượt xa so với dự đoán của ông ta. Chỉ cần hắn có một chút động tĩnh, ông ta sẽ lập tức toi mạng. Thu hồi lại suy nghĩ, ung chủ nhìn Diệp Quân, 300 chiến tướng đồng đen này có thể tặng ngươi, cả nhãn không gian cũng có thể tặng cho ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm ung chủ, ông phải hiểu, sau khi ta giết ông thì những thứ này cũng sẽ là của ta. Bây giờ ông chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng, đừng nói với ta những lời ngu ngốc như sau khi ông chết, cựu thổ sẽ thế nào, hiểu không? Ung chủ lại bật cười, thực ra, cho dù ta có làm gì thì ngươi cũng sẽ không để ta sống, cũng không dám để ta sống, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Khuôn mặt ung chủ vẫn giữ nguyên nụ cười, quân đế, thân phận của ta còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nếu ta chết, Diệp Quân xua tay, bàn thân phận thì không còn gì thú vị nữa rồi, ta cũng có thân phận. Nếu ta phô trương ra, người khác đều không thể sống sót. Ung chủ nhìn chăm chằm Diệp Quân, ánh mắt giống như muốn kéo Diệp Quân xuống địa ngục, trên đường xuống luân hồi, ta đợi ngươi. Dứt lời, cơ thể ông ta đột nhiên bốc cháy. Diệp Quân đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đè xuống. Kiếm thanh huyền run rẩy dữ dội, cưỡng ép áp chế toàn bộ sức mạnh của ung chủ trong một tấc vuông đất. Cứ như vậy, ung chủ dần dần hóa thành cho bụi trước ánh mắt của tất cả mọi người. Thần hồn trực tiếp bị kiếm thanh huyền hấp thụ sạch sẽ. Diệp Quân trong lòng nói, tiểu hồn, hấp thụ ký ức của ông ta. Tiểu hồn đáp, tiểu chủ, ta có thể hấp thụ ký ức của ông ta, nhưng sợ là ký ức sẽ không được đầy đủ. Diệp Quân nói, không sao, có thể hấp thu được bao nhiêu thì cứ hấp thụ bấy nhiêu. Tiểu hồn đáp, được. Khi nhìn thấy ung chủ bị giết, đám cường giả cấm địa cổ hoang và thập hoang đều bắt đầu run rẩy. Lúc này, bọn họ thực sự vô cùng sợ hãi, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, nhân vật lớn đến từ nền văn minh Toại Minh lại bị giết chết trong nháy mắt. Diệp Quân không hề quan tâm đến đám cường giả đang kinh hãi đó. Hắn vung tay phải lên, thu hồi 300 chiến tướng đồng đen đó vào trong tiểu tháp. 300 vị chiến tướng đồng đen này tên nào tên nấy đều rất khủng bố, bọn chúng là bất khả dưới bại dưới đại đế. Nhưng vấn đề là bây giờ Diệp Quân chính là đại đế. Kiếm thanh huyền trực tiếp trấn áp bọn chúng hoàn toàn không có cơ hội nào để ra tay. Tất nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân những chiến tướng đồng đen đến từ cựu thổ này bị bi tâm từ phong ấn kìm hãm lại, nếu không, trước mắt Diệp Quân hắn cũng không biết phải làm sao với đám chiến tướng đồng đen này. Bất kể như thế nào, lần này hắn thực sự kiếm được món hời lớn rồi. Diệp Quân thu hồi hết đế nguyên mà ung chủ lấy ra trước đó, sau đó hắn nhìn đám cường giả có mặt tại đây. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Quân, trong lòng tất cả cường giả đều run rẩy, một luồng khí tức chết người bao trùm lên tất cả mọi người. Phản kháng sao, suy nghĩ này hoàn toàn không có khả năng. Thực lực của đám người ung chủ kia nghịch thiên như thế nào? Hơn nữa, ung chủ và ông lão áo đen đó vốn ở cảnh giới đại đế, vậy mà khi ở trước mặt vị quân đế này lại hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Bọn họ đã đánh giá sai thực của nền văn minh Toại Minh rồi. Không đúng. Là bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của quân đế một cách nghiêm trọng rồi. Bình thường vị quân đế này không hề có một chút tu vi nào, hoàn toàn vô hại, chỉ biết tán gái. Ai mà ngờ rằng người này một khi ra tay lại đáng sợ như vậy cơ chứ? Trong sân, kiếm thanh huyền đang bay lượn trên đầu của mọi người, Diệp Quân cũng không nói gì, một luồng áp lực vô hình như núi đè lên trong tim của bọn họ. Bọn họ đều có cảm giác nghẹt thở, sắc mặt của rất nhiều người còn tái mét, chờ đợi cái chết giáng xuống. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, tay phải nhẹ nhàng hạ xuống, kiếm thanh huyền chậm rãi bay xuống. Trong nháy mắt, cơ thể của bọn họ đều trở lên hư ảo. Giờ phút này, đám người đứng ở bên trái lòng như cho tàn, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Đối mặt với Diệp Quân ở trước mặt, bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể đứng yên chờ chết. Khí tức tử vong ngày càng đến gần. Tất cả mọi người đều nhắm mắt chờ chết. Nhưng chính vào lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên mở mắt, lòng bàn tay hắn mở ra, kiếm thanh huyền bay về trong tay hắn. Mà ở phía xa xa, đám người đó như chút được gánh nặng, bọn họ đồng loạt mở mắt nhìn Diệp Quân, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Diệp Quân nhìn bọn họ, ánh mắt hắn lướt qua từng người một. Mà khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Quân, ai nấy đều vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta coi các vị là nhân tài mà đối đãi, vậy mà các vị lại đối xử với ta như thế nào?
Hành động của các vị ngày hôm nay, cho dù chết vạn lần cũng không đủ. Nhưng các người bất nhân, Diệp Quân ta lại không thể bất nghĩa. Sau này các người hãy tự lo lấy bản thân mình đi, nếu các người lại làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa nữa, thì Diệp Quân ta không giết các người, ông trời cũng sẽ trừng phạt các người. Nói xong, hắn xoay người biến mất, ai nấy đều bối rối. Không giết mình sao? Tất cả bọn họ đều chết lặng, ai nấy đều giống như một pho tượng đất ở trong miếu. Diệp Quân đi đến Quan Huyên Điện, lúc này, cả đại điện đều không có một bóng người, cực kỳ trống trải. Diệp Quân bước tới chiếc bàn nơi đệ nhất tính chiêu thường hay làm việc, hắn ngồi xuống, sau đó tựa vào ghế. Tiểu tháp bỗng nhiên nói, ngươi, ta tưởng rằng. Diệp Quân bình tĩnh nói, tháp gia tưởng rằng ta cố ý chấp pháp câu cá, chính là để giết hết tất cả bọn họ, đúng không? Tiểu tháp đáp, đúng vậy. Diệp Quân nhẹ giọng nói, tháp gia, ta ở trong lòng ngươi lại xấu xa như vậy sao? Tiểu tháp không đáp lời, thầm nghĩ. Tiểu tử nhà ngươi còn xấu xa hơn ta nghĩ nhiều. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, tháp ra, trên đời này ngoại trừ thiện ác, còn có âm dương, còn không, cứng mềm, đẹp xấu, họa phúc, khó dễ, nặng nhẹ. Những mặt đối lập này, vừa đối lập, cũng vừa phụ thuộc lẫn nhau. Như có không cùng ồn tại, khó dễ cùng sinh ra, dài ngắn cùng hình dạng, trước sau cùng nối tiếp. Tháp ra, ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu tháp trầm giọng nói, không hiểu. Người nói đơn giản hơn một chút đi. Diệp Quân đáp, nói đơn giản chính là, phải nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, không thể chỉ nhìn một mặt bất lợi của sự việc, mà còn phải nhìn vào mặt có lợi của nó. Bọn họ sẽ phản bội ta, điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Bởi vì ta dựa vào đế nguyên mà thu hút bọn họ. Nếu ta có thể thu hút bọn họ bằng đế nguyên, vậy thì người khác cũng có thể dùng đế nguyên để thu hút bọn họ. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao. Chúng ta cũng là con người, chúng ta sống cũng chỉ vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Tiểu tháp nói, người nói như vậy, ta đã hiểu ra rồi. Giống như nhân viên, ông chủ nào trả nhiều lương hơn thì nhân viên cũng sẽ tự động đến chỗ của người đó. Diệp Quân gật đầu, người nào bằng lòng cùng chung hoạn nạn, đồng tâm hiệp lực với ta rất cảm kích. Người không bằng lòng, ta cũng không thể ép buộc, người khác giúp a, thì đó là tình cảm, còn người không muốn. Thì đó là bổn phận. Tiểu tháp nghi ngờ hỏi, vậy mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Diệp Quân bình tĩnh đáp, mặt khác, vừa nãy ta có thể giết bọn họ, cũng có thể không giết bọn họ. Ta muốn cho họ một ân huệ, để cho bọn họ đội ơn, khiến cho bọn họ hối hận về lựa chọn của mình, khiến cho bọn họ về sau không dám lựa chọn như vậy nữa, khiến cho bọn họ sau này dốc hết sức lực làm việc vì ta. Dứt lời, hắn đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Khi đi tới cửa, vừa đưa mắt nhìn xuống đã thấy có vô số người đang quỳ xuống, dẫn đầu là đám người Mục Nhuyễn và Đạo Trí. Quân đế! Tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi lạy. Xung quanh Diệp Quân đột nhiên xuất hiện vô số sức mạnh tín ngưỡng màu vàng nhạt. Tiểu tháp nói, tất cả điều này đều nằm trong tính toán của ngươi sao? Đúng vậy! Trước đại điện, Diệp Quân nhìn đám người, bình tĩnh nói, bây giờ các ngươi được tự do rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. A sẽ không ngăn cản các ngươi. Đạo Chí dẫn đầu đột nhiên run giọng nói, quân đế, chúng ta bị mỡ lợn che mờ mắt, đầu óc mê muội, mới làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy. Quân đế rộng lượng đừng so với kẻ hèn kém, tha thứ chúng ta đi, chúng ta thật sự vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vốn không còn mặt mũi nào nhìn quân đế nữa. Nhưng bây giờ thiên hạ đã thống nhất, toàn thế giới đều là người của quân đế, chúng ta có đi đến chân góc biển, cũng là thần dân của quân đế. Chúng ta tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu xin quân đế thứ tha. Nhưng xin quân đế cho chúng ta cơ hội sửa đổi, để chúng ta có thể tiếp tục cống hiến chút sức mọn vì quân đế. Nói rồi, ông ta cúi lạy thật sâu, những người khác cũng cúi lạy thật sâu. Nhưng Diệp Quân không hề lay chuyển, ta giết một nhân vật lớn của nền văn minh Toại Minh, không bao lâu nữa, nền văn minh Toại Minh sẽ tới báo thù, bây giờ các người đi theo ta, đến lúc đó nhất định sẽ bị ta liên lụy. Hơn nữa, tới khi ấy, ta cũng sợ các vị sẽ đâm ta thêm một đao, bây giờ các người rời đi, mọi người cũng coi như là chia tay trong hòa bình, còn có tí tình cảm. Quân đế! Đạo Chí đột nhiên giơ tay phải lên, biểu cảm kích động nói, mọi người trong đạo tông ta bằng lòng lấy thần hồn để thề, nếu sau này còn phản bội quân đế, nhất định chúng ta sẽ không được chết tử tế. Thấy vậy, các cường giả đạo tông sau người ông ta dồn dập phát lời thề. Còn sau khi thấy người đạo tông như vậy,
các gia tộc khác cũng vội ào ào lấy thần hồn để thề, biểu thị sau này tuyệt đối sẽ không phản bội nữa. Diệp Quân khẽ thở dài, việc gì các người phải khổ vậy? Mặc dù Diệp Quân ta là đại đế, nhưng các người cũng thấy rồi, thật ra ta cũng khá nghèo, nếu đi theo ta, không biết tương lai đâu, các người có muốn đợi nữa không? Chắc chắn người của cựu thổ sắp tới rồi, các người cứ từ từ quyết định đi. Quân đế, đạo chí dẫn đầu run giọng nói, xin đừng nói những lời đau lòng như vậy, chúng ta thật sự biết sai rồi, nền văn minh toại minh là nơi cho chúng ta hàng chục ngàn tia đế nguyên, chúng a sẽ không rung động nữa, quân đế cho chúng ta cơ hội sửa đổi đi. Nói rồi, ông ta lại cúi lạy lần nữa, những người khác cũng dồn dập cúi lạy. Diệp Quân im lặng rất lâu, nói tục ngữ có câu, ở cùng người thường, cùng phú dễ quý, chia sẻ khó khăn, ở cùng đế vương, chung hoạn nạn, cùng phú dễ quý. Bây giờ Diệp Quân ta ở đây cam kết với các vị, phàm là người cùng chung hoạn nạn với Diệp Quân ta, tương lai Diệp Quân ta sẽ cùng hưởng phú quý với người đó, tuyệt không nuốt lời. Nghe xong, mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân nói, các vị đứng lên đi. Lúc này mọi người mới từ từ đứng dậy. Diệp Quân nói, bây giờ thư viện vừa được thành lập, vẫn chưa ổn định, tiếp theo còn cần các vị và ta đồng tâm hợp lực để quản lý thập hoang. Về phần chuyện lúc trước, từ giờ bỏ qua đi. Đạo chí vội nói, tất nhiên chúng ta sẽ làm hết sức mình rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn mở lòng bà tay ra, trước mặt các tộc trưởng gia tộc đại đế và tông chủ tiên tông lớn lập tức xuất hiện 10 tia đế nguyên, thành đế, không phải có đế nguyên là được, mà chỉ có đạt được cảnh giới chuẩn đế, mới có khả năng thành đế. Diệp Quân ta không sợ các vị thành đế, không chỉ không sợ, ta còn giúp các vị thành đế, tiếp đó, ta sẽ tự mình chọn mấy người. Sau đó đi vào trong tiểu tháp của ta để tu luyện, gắng hết sức khiến các vị thành đế sớm một chút. Nghe xong, mọi người ở hiện trường lập tức vội vàng quỳ xuống, cùng nhau bái tạ, tới bước này, bọn họ mới thật sự vui lòng phục tùng Diệp Quân. Diệp Quân từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hắn xuyên qua bầu trời, nhìn về phía chỗ sâu trong vũ trụ tinh hà. Tiếp theo, thứ hắn phải đối diện chính là cựu thổi. Thấy Diệp Quân đã chỉ những người này trở nên dễ bảo. Tiểu tháp đột nhiên khẽ than thở, nhóc con, bây giờ ngươi khiến ta cảm thấy hơi bỡ ngỡ đấy. Diệp Quân thu mắt lại, nhẹ giọng nói, tháp gia, ta cũng biết, có mấy thủ đoạn không được đàng hoàng lắm, nhưng tháp gia nên biết, thế giới phức tạp này của chúng ta thân là chủ của thế giới, không thể chỉ đi theo con đường đàng hoàng được. Thế giới này, nhân tính phức tạp, chỉ dựa vào điều tốt điều đẹp thì không quản lý được, còn phải dựa vào sự ác, dựa vào thủ đoạn. Tiểu tháp nói, ta hiểu. Giống như nói chuyện yêu đương ấy, đàn ông thành thật hiền lành thì chắc chắn không được phụ nữ yêu thích như loại đàn ông lòe loẹt, từ xưa tới nay đã là cái bẫy được lòng người rồi. Diệp Quân cười nói, cho dù là đàn ông thành thật, hay đàn ông nhanh nhẹn, chỉ cần chủ tâm không xấu, không làm chuyện lừa người, vậy đều là tốt cả. Tiểu tháp nói, như người ấy, mặc dù dùng mưu kế, dùng thủ đoạn, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Diệp Quân bỗng nói, tháp gia, sau này có nhiều lúc. Ta nhất định sẽ xấu hơn bây giờ, nhưng ta có thể bảo đảm với ngươi, tuyệt đối bắt nạt người tốt, sau này ngươi đừng nói những lời tổn thương người ta như vậy với ta nữa, ngươi nhìn thấy ta trưởng thành mà, ta coi người như người thân vậy. Lúc này thật ra tiểu tháp cũng hơi hối hận, vì lúc mới bắt đầu, nó cho rằng Diệp Quân vì chấp pháp câu cá, nên mới muốn gài bẫy những cường giả đó. Tiểu hồn đột nhiên nói, chủ nhân, thật ra tháp gia cũng lo ngươi trở thành loại vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Có điều, tháp gia cũng nên hiểu, bây giờ chủ nhân đi tới bước này, là chuyện cực kỳ khó khăn rồi, nếu hắn còn đơn thuần như trước, vậy sẽ bị những người đó gặm sạch tới mức chả còn xương đâu. Diệp Quân khẽ cười nói, ta biết tháp gia không có ý xấu với ta, tháp gia theo nhà họ Dương chúng ta 3 đời rồi, có thể nói là người có công lao lớn nhất của nhà họ Dương chúng ta, chỉ là ta cũng là người, bị người thân nhất hoài nghi, không thấu hiểu, cảm giác đó, thật sự giống như kim đâm vào tim vậy. Tiểu tháp cực kỳ cảm động lẫn hổ thẹn, nhóc con, lần này là lỗi của tháp gia, ngươi yên tâm, sau này cho dù ngươi có giết cha ngươi, tháp gia cũng sẽ tin ngươi là người tốt. Tiểu hồn, Diệp Quân cười, đều là người của mình, không nói những cái này nữa, tháp gia, chúng ta đi tới di tích toại minh đi. Nói rồi, hắn giẫm một bước, tới di tích toại minh. Diệp Quân từ từ bước tới trước ghế thánh vương, thấy Diệp Quân, ghế thánh vương lập tức dùng mình. Mẹ nó thật sự không ngờ, thằng nhóc này lại giết ung chủ. Diệp Quân quan sát ghế thánh vương,
cười nói, ta đoán, không lâu nữa, chắc bên cựu thổ sẽ có người tới điều tra ta, còn bên này, ngươi là người duy nhất liên hệ với bọn chúng, cho nên, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm người để tìm hiểu tình hình của ta trước. Ghế Thánh Vương vội nói, quân đế yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Không. Diệp Quân lại lắc đầu, cứ nói thật hết, không được, nói dối cũng không được, người phải nói trong giả có thật, trong thật có giả, nào, ta dạy người nói, người này và Bi Tâm Từ đại nhân hình như có chút quan hệ, nhưng ta cảm thấy hắn đang lừa người ta. Ghế Thánh Vương, cựu thổ. Đây là một tòa đại điện có khí thế hào hùng, tọa lạc trong một khu vườn, trong đại điện, ánh đèn mờ ảo, thần bí lại trang nghiêm. Điện hồn linh. Ở chính giữa trong đại điện, là một ngọn lửa màu đỏ đen, trên ngọn lửa, những tấm bài vị đứng sừng sững, ở đây có tới hơn chục ngàn tấm. Mỗi tấm bài vị, đại biểu là cho một người có quyền thế to lớn, vì chỉ có người cực kỳ quan trọng, mới có tư cách đặt bài vị trong này, hưởng thụ hương hoa của cựu thổ. Không chỉ vậy, một khi gặp bất trắc, bài vị sẽ lập tức tan vỡ, nhân quả xuất hiện, cựu thổ sẽ lập tức biết xảy ra chuyện ở đâu, do ai làm. Bóng. Răng rắc. Trong đại điện vốn yên tĩnh không có âm thanh, chỉ nghe thấy một tiếng tan vỡ trong trẻo, tiếp đó, một trong các bài vị tan vỡ, từ từ rơi vào trong ngọn lửa, lát sau, một sợi u quang chậm rãi bay lên khỏi ngọn lửa. Một bàn tay lẳng lặng xuất hiện trong đại điện, nhẹ nhàng lấy sợi u quang đó đi. Cả đại điện lại khôi phục im lặng lần nữa. Ngoài đại điện, trên tầng mây cao cao hàng chục ngàn trượng trước mặt, phía trên là một tòa đại điện sừng sững. Hình dáng của tòa đại điện này hơi kỳ quái, nó có hình dạng tam giác, như một tòa thành cổ, cực kỳ hùng vĩ, nguy nga. Cựu thổ, Điện Thiên Đô. Nơi đây chính là nơi thần thánh nhất của cả cựu thổ, cũng là nơi các trưởng lão đỉnh cấp nhất của ba nền văn minh lớn mở họp. Cách sắp xếp bố trí trong thần điện cũng khá lạ lùng, phân làm ba khu vực, một khu vực cũng là hình tam giác song song với nhau, một khu vực có 9 cái ghế, xếp thành một hàng, ngay ngắn chỉnh tề, còn chính giữa. Ở đó có một cái ghế màu vàng. Ngai vàng của chủ chung của cựu thổ. Đột nhiên, từng người bỗng xuất hiện trên những chiếc ghế trong ba khu vực. Chốc lát, đã có 8 người xuất hiện trên những cái ghế trong ba khu vực, nhưng đều là hư ảnh, không phải bản thể. Người trong ba khu vực ăn mặc không giống nhau, lần lượt mặc đồ đỏ, đồ đen, đồ trắng, ba loại màu sắc, đại biểu cho ba nền văn minh vũ trụ khác biệt. Trên ngai vàng chính giữa cũng trống không. Lúc này, một ông lão mặc đồ đỏ bỗng nói, người bị giết là Ung chủ của tinh vực Thiên Ung, địa điểm là vũ trụ thập hoang. Đơn giản, rõ ràng. Vừa dứt lời, những ông già mặc đồ đỏ và đen ở đó đều dồn dập nhìn về phía đám mặc đồ trắng đối diện. Đám người mặc đồ trắng, chính là người của nền văn minh Toại Minh. Trong đám người mặc đồ trắng kia, một ông già đầu tóc bạc phơ mở miệng, chuyện này, người nền văn minh Toại Minh ta sẽ tự giải quyết. Ông già đồ đỏ mở miệng đầu tiên nói, được, nháy mắt, đám người mặc đồ đỏ và đen đều biến mất hết. Ba nền văn minh hợp tác tạo thành một nền văn minh cựu thổ hoàn toàn mới, nhưng thật ra mục đích chỉ là để nhất trí bên ngoài, đồng thời cũng để phòng chém giết lẫn nhau, tổn hại hai bên, còn giải quyết vấn đề trong nội bộ thì rất đơn giản, vấn đề của ai thì người đó tự giải quyết. Bây giờ người chết là của nền văn minh Toại Minh, vậy tất nhiên là nền văn minh Toại Minh sẽ tự giải quyết chuyện này. Trong điện chỉ còn lại người của nền văn minh Toại Minh. Lúc này, một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt đám người ông già tóc trắng, hư ảnh kính cẩn hành lễ, sau đó nói, các vị trưởng lão, đã điều tra được người giết Ung chủ là một kiếm tu, người này tên Diệp Quân, bây giờ là cảnh giới đại đế, có điều, người này không có tu vi, kiếm của hắn là cảnh giới đại đế. Hai mắt của ông già tóc trắng dẫn đầu hơi híp lại, một người không có tu vi. Chỉ dựa vào một cây kiếm đại đế đã có thể giết được cháu của ta ư. Hư ảnh kia cung kính nói, bẩm Ung trưởng lão, chuyện Ung chủ bị giết, đoàn cố vấn đã đưa ra phân tích, có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, đám Ung chủ đi thập hoang, cảnh giới bị cưỡng ép, thực lực giảm mạnh. Thứ hai, kiếm tu kia là người yếu đuối, Ung chủ khinh địch. Thứ ba, mặc dù kiếm tu này là đại đế, nhưng tuyệt đối không phải là đại đế bình thường. Tin tức ghế Thánh Vương truyền lại thì đây là một kiếm tu, là người lập ra trật tự. Bước đầu đoàn cố vấn phỏng đoán, người này chắc chắn không chỉ là một người thiết lập, có khả năng còn là một người thiết lập đã xây dựng đạo chính thống, thuộc đạo đế, còn nữa, ghế Thánh Vương nói, người này hình như có chút quan hệ với Bi Đại Nhân. Bi Tâm Từ. Vừa dứt lời,
sắc mặt mấy người ở đó lập tức thay đổi. Người phụ nữ đó, thật sự là ma quỷ. Lúc này, hư ảnh kia lại nói, có điều, Đoàn Cố Vấn phân tích, ghế thánh vương có thể đã bị Diệp Quân thu phục, hoặc bị đe dọa, do đó, lời của ghế thánh vương, hẳn là nửa thật nửa giả, còn câu có quan hệ với Bi đại nhân, chắc là kiếm tu kia nói bậy, mục đích để khiến nền văn minh toại minh ta bối rối. Nói tới đây, gã lấy ra một quyển trục, sau đó nói, thông qua sự đánh giá của quan đại nhân đứng đầu Đoàn Cố Vấn, chỉ số thông minh của người này là cấp S, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, do đó, quan cố vấn đứng đầu kiến nghị, nên trực tiếp cho, đạo chiếu, ra, nghiền nát thập hoang và mọi vũ trụ xung quanh, khiến bộ não của hắn trở nên vô dụng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.